Phải quán, nếu mà một cái hành giả nào muốn chứng đắc niết bàn thì cái hành giả đấy cần phải trải qua cái sự thực hành phân tích, thấy được cái pháp duyên cực, tức là thấy được cái pháp nhân duyên. Và nếu mà một cái hành giả nào chưa thấy pháp nhân duyên, không quán chiếu được pháp nhân duyên thì sẽ cứ bị trói buộc ở trong cái dòng sinh tử. Thì vậy nên Đức Phật tùy theo cái sự chi kiến, tùy theo cái trình độ, cái căn cơ của mỗi một cái đệ tử, mỗi một cái người, của mỗi một cái người, của một chúng sinh có cái sự hiểu biết khác nhau, nên lại có những cái cách dạy về cái pháp quán duyên khởi khác nhau, nhưng mà có nhiều cái cách dạy về pháp quán duyên khởi. Cũng thường thường là một cái pháp quán mà rất là mà phổ biến nhất thì đó là cái pháp quán thuận, theo cái pháp quán thuận theo cái chiều thuận, tức là quán nhân duyên từ gốc cho đến ngọn. Thì ngài thường thường dạy cái pháp quán duyên khởi, đó là từ vô minh duyên cho hành. Đấy, từ rồi hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sinh duyên giả chết sầu bi khổ ưu não. Đây là để chỉ ra cái quá trình sinh tử tiềm tàng theo một cái định luật tự nhiên và cố định. Tức là cái định luật này là không có một cái, không có một ai đặt ra, không ai chế ra hết, mà đây là cái định luật tự nhiên. Con người xưa nay là vốn bị trói, bị trói buộc bởi bởi một cái dòng này, mà một cái những cái dòng tâm thức, cái dòng danh sắc này. Cái dòng danh sắc mà nó diễn tiến theo cái quá trình từ nhân cho đến quả, nó diễn tiến theo cái quá trình nhân quả. Đấy, tức là do nhân vô minh cho nên là mới có sinh ra những hành động tạo tác, những cái hành động về thiện bất thiện đấy, nên là được sinh ra từ những cái nhân vô minh. Do cái hành động tạo tác thì nó là cái nhân duyên, nó sinh ra cái thức. Thức ở đây có nghĩa là cái tâm thức mà để đi tục sinh, đi tái sinh, và những cái tâm thức nó, những cái tâm quả nó trổ trong suốt cái kiếp sống của cái vị đó khi tái sinh. Ví dụ như là khi mà mình đi đầu thai là do những cái nghiệp, những cái hành động, những tạo nghiệp ở trong quá khứ. Và khi mình chết mình sẽ đi có cái tâm đi 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 tái sinh, nó gọi là thức tục sinh. Và khi mình sinh ra rồi có mắt tai mũi lưỡi thân ý luôn, thì mình sẽ có nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đấy là những cái thức đấy, nó là cái quả của cái nghiệp ở trong quá khứ, nó quả của cái hành, cái hành cái duyên nó thức. Rồi là từ thức đấy nó sinh ra danh sắc. Từ cái thức đấy thì nó sinh ra các cái danh pháp, các cái tâm, tâm thiện, tâm bất thiện, rồi là các cái sắc, sắc do nghiệp sinh, sắc do tâm sinh. Thì tất cả các cái sắc nó sinh ra, ra cái thân và cái tâm này. Để từ danh sắc này thì nó có sáu căn, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, gọi là sáu xứ. Sáu xứ là sáu, sáu căn với sáu trần này. Từ cái sáu căn sáu trần này nó tiếp xúc với nhau, nó sinh ra cái sự xúc. Để từ xúc duyên là thọ. Thọ là những cái trải nghiệm, những cái cảm giác ở trên thân thể và ở trong tâm. Rồi từ thọ sinh ra ái, thì đó là mình sẽ sinh ra cái tham ái đối với cái cảnh, đối với những cái mà do tâm của mình nó tiếp xúc với cái ngoại cảnh. Và từ ái, ái mà nó mà khởi lên mạnh quá thì nó sinh ra chấp thủ, tức là mình sẽ sinh ra tham đắm cố chấp vào những cái mình ưa thích. Để từ cái sự chấp thủ đấy thì nó sẽ tạo thành những cái nghiệp hữu, là mình có cái chấp thủ thì nó sẽ để lại cái năng lực đi tái sinh. Hễ mình cứ còn có cái tham ái chấp thủ làm thì nó để lại cái năng lực để tiếp tục đi tái sinh ở trong tương lai. Thì cái nghiệp hữu là một cái năng lực để khiến cho một chúng sinh tiếp tục còn có những cái duyên nghiệp, còn có những cái nghiệp đấy nó còn tiếp tục trổ quả, nó sẽ đi tục sinh ở trong tương lai. Từ nghiệp hữu thì có sinh, từ sinh thì lại có già chết sầu bi khổ ưu não, sinh ra thì lại tiếp tục, đã có sinh thì có già, có bệnh, có chết.
già bệnh chết, đấy là những cái nỗi khổ thuộc về sắc hay là thuộc về về tâm, về thân. Còn sầu bi và ưu não thì nó là những nỗi khổ thuộc về tinh thần. Còn cái mà khổ thì nó là thuộc về thân khổ. Còn cái mà tâm khổ thì nó thuộc về ưu não. Cho nên là có già sinh thì có già chết. Già chết và khổ thì nó thuộc về thân. Còn sầu bi ưu não thì nó thuộc về tâm khổ. Vậy là thân khổ và tâm khổ. Thế thì mình ở trên đời này mình có những cái nỗi khổ, có nhiều cái nỗi khổ nhưng mà nó không ngoài hai cái khổ, đó là thân khổ và tâm khổ, hay là cái nỗi khổ nó thuộc về sầu bi ưu não. Và chính vì Đức Phật khi mà còn là Bồ Tát thì ngài có một cái sự tức là ngài luôn luôn quán chiếu theo cái pháp gọi là ngược theo cái pháp quán 12 nhân duyên này. Ví dụ như là khi Đức Phật khi mà chúng sinh hoang mang về cái sự già chết và tái sinh thì Đức Phật dạy pháp duyên khởi, khởi sinh từ ngọn trở về gốc. Tức là nếu mà một cái chúng sinh nào mà hay có cái thắc mắc là tại sao lại có già, tại sao có bệnh, tại sao có chết, tại sao có những cái nỗi khổ đau, và khi chúng sinh từ đâu mà đến, rồi khi chết sẽ đi về đâu, đấy là có những cái thắc mắc như vậy thì cái pháp quán với cái vị đấy sẽ phù hợp, đó là quán ngược theo cái pháp duyên khởi, đó là quán từ ở ngọn quán trở nặng. Già chết có là do có tái sinh, tái sinh có là do có nghiệp hữu, hữu có là do có chấp thủ, chấp thủ có là do tham ái, tham ái có là do cảm thọ, cảm thọ đó là do tiếp xúc, tiếp xúc có là do sáu xứ, sáu xứ có là do danh sắc, danh sắc có là do thức, thức có là do hành, hành có là do vô minh. Nên là quán như vậy. Thế thì cái lúc mà còn là Bồ Tát ấy, ví dụ khi mà Đức Phật khi mà Bồ Tát Tất Đà Đa mới lên 7 tuổi, mọi người đi dựng một cái buổi lễ rất là vui mừng, buổi lễ ra đồng hạ điền cúng tế thần linh ấy. Thì tất cả những cái nghi thức tế lễ rất là linh đình. Nhưng mà lúc đấy thái tử thì lại ngồi và trầm tư về cái nỗi khổ của chúng sinh. Và tại sao lại có cái loài này nó ăn thịt ngoài kia, tại sao có cái loài này phải chết chóc, tại sao lại có những cái nỗi khổ, khổ nạn của và những chúng sinh thấp kém, hay là những cái khổ nạn của những cái người phải sống, phải lao động vất vả, khổ về thân, khổ về tâm. Thì đấy là một cái hoài nghi thắc mắc. Và khi mà lớn lên thì ngài lại càng hoài nghi thắc mắc hơn. Khi thấy người già hỏi tại sao lại có người già, khi thấy người bệnh thì hỏi tại sao lại có bệnh, khi thấy người chết tại sao lại có chết. Rồi thấy những cái nỗi khổ thuộc về về thân và về tâm là luôn luôn có một cái sự hoài nghi thắc mắc. Thì cái đấy là cái sự hoang mang về sự già chết, không biết cái nguyên nhân nào mà nó diễn biến, nó lại có cái sự già chết này, và khi chết rồi sẽ đi về đâu. Thì đấy là những cái thắc mắc mà nó cứ tiềm ẩn ở trong lòng. Và cho nên là khi đi tìm cái con đường giải thoát thì ngài đã ngộ ra cái cách này, do cái sự quán chiếu này, do cái sự luôn luôn có cái ưu tư, cái thắc mắc này, tại sao lại có những cái nỗi khổ này, nó nguyên nhân từ đâu. Thì bắt đầu thì ngài mới lần ngược lại từ cái hiện tại này, bắt đầu mới đi ngược này. Và do có cái tái sinh ra thì mới có cái sầu bi ưu não, mới có cái thân này thì mới có cái sự khổ, thân khổ, tâm khổ. Rồi tại sao lại có cái sinh đấy, thì bây giờ mới tìm là do có cái nghiệp hữu. Thì khi mà một cái thiền sinh mà hành thiền thì cũng phải đi ngược như thế này. Một cái thiền sinh hành thiền thì cái vị đó cũng phải quán cái pháp quán về pháp duyên khởi, thì vị đó cũng phải đi ngược lại, đi ngược, đi quán ngược lại từ trên ngọn quán ngược trở lại. Ví dụ như là vị đó phải quán ngược về quá khứ, vị đó muốn phân biệt được cái pháp duyên khởi này thì thứ nhất vị đó phải thấy được danh sắc, là vị đó phải phân tích được cái thân này là tứ đại, sau đó vị đó phân tích ra được các cái tâm hiện hữu ở sáu căn, tức là các cái tâm và các cái tâm sở,
Sau đó vị đó khởi lên cái phiền não luôn, nương vào phiền não luôn và đi về quá khứ ngày hôm qua, quá khứ 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm trước, phải đi về cái thời điểm tục sinh. Thì cái khi mà vị đó thấy được danh sắc, có nghĩa là vị đó thấy được cái già chết và sầu bi yêu não, nó đã nằm ở trên cái danh sắc. Vì cái danh sắc này nó luôn luôn có cái sự sinh diệt liên tục, thì cái vị đó mới thật sự thấy được cái nỗi khổ về về của sắc, và thấy được những cái nỗi khổ về của danh, nó luôn luôn sinh diệt liên tục. Thì cái vị đó thấy được khổ rồi, vị đó mới đi tìm lại cái nhân mà nó sinh ra năm uẩn này, năm năm thủ uẩn khổ sở này, thì đó vị đó sẽ thấy được cái tâm tục sinh. Sau khi vị đó thấy được tâm tục sinh rồi thì vị đó lại đi ngược về, vị đó lại phải tác ý này, tại sao ta lại có cái danh tục sinh này, tức là cái thời điểm bắt đầu tái sinh này. Thì cái tâm nó sẽ thấy là được cái nghiệp hữu ở kiếp trước, tức là cái nghiệp mà hữu mà nó đã dẫn đến, nó đã trổ cái quả đi tục sinh. Thì vị đó sẽ thấy được là mình có cái tâm tục sinh, có cái danh sắc tục sinh là do những cái hành động mà mình đã tạo tác nó để lại cái nghiệp hữu. Thì sau đó vị đó tìm được từ cái nghiệp hữu đấy rồi, thì vị đó mới tìm ra được cái vô minh tham ái chấp thủ, tìm ra được cái nhân ở quá khứ. Đấy, rồi nó mới sinh ra cái quả của hiện tại là sắc thọ tưởng hành thức này, hay là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đấy là những cái quả ở hiện tại. Thì vị đó mới có thể là từ cái ở cái hiện tại này thì nó sẽ có cái nhân, đó là có tham ái, có chấp thủ. Là những cái nhân ở hiện tại nó sẽ sinh ra cái quả, nó sinh già bệnh chết ở tương lai, thì nó cứ có một cái dòng tương tục như thế. Còn có những cái người thì người ta luôn có cái sự thắc mắc về cái con người, tại sao nó có những cái phiền não, tại sao có người thiện có người ác, tại sao có cái sự tạo tác các nghiệp thiện nghiệp ác, rồi không biết là những cái tâm như vậy, những cái hành động như vậy thì nó sẽ đi về đâu. Thì lúc đấy Đức Phật sẽ dạy cái cách quán quán duyên khởi, và một cái cách quán nó là cái quán thứ ba, nó là dạy cách quán duyên khởi từ cái đoạn giữa tới ngọn, tức là sẽ dạy cái quán duyên khởi là từ thọ. Ví dụ như là dạy cái pháp quán duyên khởi đầu tiên là quán về cảm thọ, thọ ví dụ như là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ ưu, ví dụ là tại sao lại có những cái nỗi khổ ở trên thân, hay là những cái thọ khổ thọ lạc ở nơi thân nơi tâm, có cái nỗi khổ, có niềm vui, có những cái nỗi buồn, và người ta hay thắc mắc như thế, tại sao có lúc thì có cái người thì luôn luôn có những cái sự an lạc hạnh phúc, có những cái chúng sinh thì luôn luôn có cái sự khổ đau bất hạnh. Thì đấy cũng là một trong những cái thắc mắc, cái thắc mắc về cái cảm thọ đấy. Thì Đức Phật dạy một cái đoạn từ ngọn, từ giữa cho tới cuối để phá tan những cái tà kiến của chúng sinh. Một số chúng sinh cho rằng không có đời sau, thì ngài mới dạy cái cảm thọ này. Từ cái thọ này nó sinh ra ái, từ ái sinh ra thủ, từ thủ sinh ra hữu, từ hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sầu bi khổ ưu nan. Bây giờ quán, cho nên là bây giờ có những cái pháp này, cái quán quán từ thọ quán đi, quán từ cái đoạn giữa cho tới hết, cho tới cuối cùng. Thì có năm nhân là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp, thì sẽ có năm quả, tức là thức sanh sắc lục nhập xúc thọ. Các nhân và quả ấy được thế gian gọi là những cái tên chế định như là người nam người nữ. Thì cái pháp mà quán này sẽ thấy ra được những cái pháp chân đế, những cái pháp chân đế, nó là vì nó có các cái nhân ở quá khứ cho nên nó có quả hiện tại. Bây giờ mình có thể quán từ cái quả, từ cái nhân ở hiện tại này nó sẽ đi đến cái quả ở tương lai, tức là nếu mà không không đi ngược về quá khứ thì mình đi về tương lai, mình đi từ hiện tại đến tương lai. Từ cái thọ thì nó sinh ra tham ái, tham ái thì sinh ra chấp thủ, mà chấp thủ thì nó để lại nghiệp hữu, và khi mà để lại nghiệp hữu
thì vị đấy sẽ có cái sẽ thấy cái tâm mình nó sẽ có cái tâm tục sinh, nó sẽ đi tái sinh ở trong tương lai. Tức là một người mình có thể quán về quá khứ trước cũng được, mà mình quán về tương lai cũng được. Thì trong cái pháp quán duyên khởi này, mình có thể thấy được những cái kiếp quá khứ và mình đã tạo những cái nghiệp gì ở trong quá khứ. Và khi mà mình thấy rồi thì mình sẽ có một cái niềm tin tuyệt đối rằng là thì ra cái quả ở hiện tại đây, cái quả ở hiện tại tức là cái thân Am Uẩn của mình, nó liên quan đến những cái nhân ở trong quá khứ, nó liên quan mật thiết đến những cái nhân trong quá khứ. Hoặc là mình có thể quán là cái nhân mà mình đang tạo tác ở hiện tại đây, nó sẽ đưa đến quả báo ở tương lai. Đấy, thì cái một cái chúng sinh sẽ quán 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 hướng về tương lai thì mình sẽ thấy từ thọ, từ những cái cảm thọ nó sinh ra những cái tham ái sinh ra chấp thủ để lại nghiệp hữu. Từ cái nghiệp hữu đấy tức là mình quán xuôi về tương lai, tương lai ngày hôm nay xong rồi mà mình hướng đến tương lai ngày mai, tương lai 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 20 năm trước, 20 năm về sau, và có thể mình sẽ quán đến cái thời điểm cận tử của mình ở kiếp sống này. Khi mà cái thời điểm cận tử của mình ở kiếp sống này thì nó sẽ sinh ra những cái nghiệp, thì cái tâm của mình nó sẽ bắt vào một cái hình ảnh mà mình đang tạo nghiệp, tức là nghiệp nghiệp tướng hoặc thú tướng nó sẽ sinh ra ở cái thời điểm này. Nghiệp những cái hành động của mình đang tạo tác ở hiện tại này. Nếu bây giờ mình hay tạo tác cái nghiệp gì mà nó nặng nhất thì nó sẽ trổ vào cái thời điểm cận tử ở cái kiếp sống này. Ví dụ như hàng ngày mình tạo tác cái việc gì, cái tâm mình khuynh hướng về cái điều gì thì đến lúc chết cái điều đấy nó sẽ sinh ra ở cái thời điểm cận tử. Ví dụ như là một cái người nào bây giờ mình hay bố thí thì mình sẽ thấy cái thời điểm cận tử cái hình ảnh mình bố thí nó hiện ra, và cái tâm của mình nó khuynh hướng về đâu thì thời điểm cận tử nó sẽ mình sẽ khởi lên cái dính mắc, cái tham ái và cái tâm khuynh hướng tái sinh về cái cõi đó. Mình sẽ thấy có người thì tương lai mình sẽ có người thì mình còn tham ái với cõi người, thì mình sẽ thấy thời điểm cận tử mình sẽ có cái ước muốn trở lại, tiếp tục trở lại làm người. Có những người thì có ưa thích những cái cõi thiên giới thì đến thời điểm cận tử thì cái tâm nó sẽ có khuynh hướng là ưa thích sinh về cõi thiên giới. Thì mỗi người giờ mình sống có một cái hạnh khác nhau. Nếu người nào có những cái hạnh lành, những cái hành động thiện đấy thì đến lúc chết mình sẽ thấy cái tâm cận tử nó sẽ bắt vào cái hành động thiện. Nếu cái người nào mà làm nhiều cái việc bất thiện ấy, thì cái thời điểm cận tử cái tâm nó sẽ bắt vào nghiệp bất thiện. Còn nếu nó đã bắt vào nghiệp bất thiện thì nó sẽ cái nghiệp hữu ấy nó sẽ để lại cái quả báo là sanh thú hay là sanh hữu ở cái cõi khổ, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nó không có thể sinh lên trong đời. Nếu cái người nào có những chánh kiến, cái tâm cái hành động thiện mà đi kèm với chánh kiến thì sẽ là rất tốt, bởi vì đó là cái tâm thiện hợp với trí tuệ. Còn có những người thì mặc dù mình thấy là người đó không có tạo tác cái bất thiện gì cả, sống cũng hiền lành, nhưng mà có cái tà kiến, người ta tin vào những cái điều không có thật ấy, thì khi chết nó cũng sẽ khiến cho cái vị đó khởi lên cái tâm tà kiến đấy. Mình tham ái dính mắc vào một cái mà nó không có thật cũng sẽ bị đọa đày, cũng sẽ bị đọa vào những cái cõi khổ. Nên là quan trọng nhất là cái lúc ở cái nhân gieo cái nhân ở hiện tại này, thứ nhất là phải có được cái chánh kiến, tức là mình phải có được nghe được những cái pháp chân chánh đúng sự thật, không bị tiếp thu, không có khởi lên những cái niềm tin vào những cái tà pháp, những cái mà nó không có thật, những cái mà nó không chân chánh. Và những cái gì mà nó tăng trưởng các cái tâm thiện thì nó sẽ có lợi ích rất lớn, và cái gì mà nó tăng trưởng tâm bất thiện thì nó sẽ để lại cái tai họa rất lớn trong cái thời điểm cận tử đấy. Và vị đó hướng về tương lai, vị đó sẽ thấy cái nghiệp hữu nó sinh nên, và vị đó sẽ khởi lên cái ý là không, vậy tương lai ta sẽ sinh về đâu. Thì lúc đấy cái tâm ấy, nó sẽ hướng về một cái kiếp sống tương lai, và vị đó sẽ biết được là cái kiếp sống tương lai mình sinh về cái cõi nào. Thế thì từ cái đấy là vị đó mới thấy được là từ những cái hành động ở hiện tại này nó sẽ để lại cái quả báo ở tương lai. Vậy và cái vị đó quán như vậy, vị đó sẽ có cái niềm tin thì ra nó có nghiệp, và cái nghiệp là nó để lại cái quả báo, đó là có nghiệp và quả của nghiệp, thì vị đó sẽ không còn hoài nghi về về nghiệp và quả của nghiệp nữa.
Vậy thì cái vị đó, khi mà một cái vị có thể thấy được quá khứ nó liên quan đến hiện tại, thì vị đó cũng có được một cái niềm tin, và sẽ tìm ra được cái nguyên nhân của cái dòng khổ đau. Hoặc là một cái người có thể quán từ hiện tại đến tương lai, thì vị đó cũng có thể có được cái niềm tin, và vị đó cũng tìm ra được cái nguyên nhân là tại sao mà mình okay, tại sao chúng sinh ở trong cái dòng sinh tử, và muốn chấm dứt cái dòng sinh tử đấy thì phải làm gì, muốn chấm dứt cái nỗi khổ đau thì phải làm gì. Đấy là cái cách quán nữa. Và còn một cái cách quán mà Đức Phật dạy thì đó là đi ngược từ giữa về 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 cái cội gốc, dạy cái thứ tư là liên quan đến bốn loại thức ăn: thức thực, xúc thực, tư thực, đoạn thực, sinh ra tham ái. Rồi ái sinh ra từ thọ, thọ sinh ra từ xúc, xúc sinh ra từ sáu xứ, sáu xứ sinh ra từ danh sắc sinh ra từ thức, thức sinh ra từ hành, hành sinh ra từ vô minh. Thế nên là đi ngược lại. Để một cái pháp quán này thì Đức Phật dạy tất cả chúng sinh tồn tại nhờ vật thực. Thì đấy là một cái phương pháp thực hành quán để đi ngược lại từ cái hiện tại này. Ví dụ như là ở trong hiện tại này thì tất cả chúng sinh phải có đủ bốn cái vật thực, tức là bốn cái thức ăn. Thì một cái thức ăn nó thuộc về vật chất, và bốn cái thức ăn nó thuộc về tinh thần. Cái thức ăn đó thuộc về tinh thần như là thức thực. Thức thực là đầu tiên là mình đi tái sinh. Khi mà sinh ra rồi bắt đầu mình có các căn. Các căn thì nó phải tiếp xúc với các cảnh trần. Tức là nếu mà mình mà không được tiếp xúc với các cái cảnh trần ấy, cái tâm thức của mình ấy, nó không nó cái tâm thức của mình ấy, nó phải nhận biết các cảnh, tâm nó luôn luôn nhận biết các cảnh, thì nó mới hoạt động. Cái tâm nó phải vậy, nó hoạt động và nó tồn tại. Nếu như cái tâm gì mà nó không được nhận biết cảnh thì nó không có tồn tại, và cái mạng sống mình không duy trì được. Xúc có nghĩa là cái sự tiếp xúc giữa các cái căn với các cái cảnh này, nghĩa là phải có hàng ngày mình phải có cái sự tiếp xúc, cái tâm của mình nó luôn luôn đòi hỏi phải có cái sự tiếp xúc, mắt tiếp xúc với cảnh sắc, tai tiếp xúc với âm thanh, thì đấy cũng là thuộc về các cái món ăn thuộc về tinh thần. Và tư thực là tức là tư là cái sự tạo nghiệp. Ví dụ như là mình tồn tại ở kiếp sống này, cái mạng sống của mình, cái sắc mạng căn của mình nó còn tồn tại là do cái nguồn nghiệp ở quá khứ nó còn đang hỗ trợ, tức là cái nghiệp nhân ở trong quá khứ nó còn đang hỗ trợ. Tư là một cái tư nương, tức là một cái nguồn nương thực dự trữ ở kiếp trước, tức là những cái nghiệp mà mình đã tạo tác ở kiếp trước. Tức là một cái người mà còn đang hưởng phước ở cái đời này, mình được hưởng phước nhiều phước báo, thì đấy là những cái phước mình đã tích lũy ở quá khứ mà bây giờ nó trổ, nó khiến cho mình hưởng nhiều cái phước báo. Hay như một cái người mà có cái phước như là được sống lâu, mạnh khỏe, an vui, sắc đẹp, trí tuệ, có nhiều tài sản, có nhiều danh vọng, có nhiều quyền lực, có nhiều những cái điều mà mình ưa thích, thì đó nó có một cái nguồn tư thực này, tức là những cái nghiệp hữu, những cái nghiệp lực ở trong quá khứ, cái hành những nghiệp ở quá khứ nó đã tích lũy và nó cứ hỗ trợ cho cái đời này nó trổ quả và mình đạt được những điều đó. Đấy, thì mình cứ tồn tại được là có cái tư thực. Nếu cái tư thực ấy nó hết, ví dụ cái người nào mình ở trong quá khứ mình tích trữ nó không có được dồi dào cái nguồn lương thực này, thì bây giờ cái người đấy sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Mình mà không có tích lũy những cái công đức về sống lâu thì bây giờ mình sẽ không sống lâu được. Ví dụ còn những người nào mà không có tích lũy cái lương thực về mạnh khỏe thì bây giờ cái sức khỏe yếu ớt. Cái người nào mà tích lũy cái lương thực về trí tuệ thì bây giờ có trí tuệ lớn, mà không tích lũy cái lương thực về trí tuệ thì bây giờ trí tuệ sẽ kém. Thì cái tư thực nó là cái nghiệp mà nó được tích lũy và bây giờ nó cứ trổ như thế. Nghiệp mình mà có nhiều thì nó trổ nhiều, ít thì nó trổ ít, mà không có thì nó sẽ hết. Nó hết là giống như là ngọn đèn mà nó hết dầu, là cái mạng sống, sự sống ở kiếp này nó cũng hết. Cho nên là và bây giờ một cái người bây giờ mình cũng có một cái
cái sự tạo nghiệp rất là lớn, và cái khuynh hướng tạo nghiệp có thể là thiện nghiệp hoặc là ác nghiệp. Thì những cái mà mình tạo nghiệp đấy nó cũng cứ tích lũy như thế, mình tạo tác. Thì cái nghiệp mà mình tích lũy tạo tác ở hiện tại này thì nó sẽ tích trữ ở đấy và nó sẽ nuôi dưỡng ở những cái kiếp sống ở trong tương lai. Thì mình có một cái kho tư thực này, rất là lớn, và nó tích lũy, không phải là tích lũy đời này mà nó trổ hết trong đời sau đâu. Có thể là có những người mình tích lũy ở đời này mà nó sẽ trổ ở rất nhiều đời, có thể là 10 đời, 20 đời, 100, 1000 đời về sau nó vẫn còn trổ được. Những cái đấy nó thuộc về tư thực. Và đoàn thực là những cái thức ăn, những cái thực phẩm ở hiện tại này. Thì tất cả những cái bốn cái thực này nó được sinh ra từ tham ái. Thực cũng được sinh ra từ tham ái, xúc thực, tư thực và đoàn thực sinh ra từ tham ái. Thế thì cái vị đó mình sẽ thấy mình phải quán được mình là có thức này, có xúc này, có tư, tức là có tâm, tâm sở. Và đoàn thực là nó thuộc về các cái sắc. Sắc vật thực nó nuôi dưỡng tất cả các cái sắc khác ở trong thân thể, tức là vị đó quán chiếu được cái danh sắc này, do cái tham ái cho nên là có danh sắc, cho nên là vị đó quán ngược từ tham ái về trở về quá khứ. Tại sao ta lại có tham ái? Bởi vì có thọ cho nên là có ái. Vì đó sẽ quán ngược lại. Tại sao có thọ? Bởi vì có xúc cho nên là có thọ. Tại sao lại có xúc? Vì có sáu xứ, nội xứ, ngoại xứ. Tại sao có sáu xứ? Có danh sắc. Tại sao lại có danh sắc? Thì là do có thức. Tại sao có thức? Là do có hành. Tại sao có hành? Là do có vô minh. Tức là vì đó quán ngược về quá khứ như vậy thì vị đó mới thấy được. Và thì ra là do vô minh nên có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, do danh sắc có giáo dư, do giáo dư có xúc, do xúc có thọ, do thọ có ái. Rồi cứ như thế là dần dần vị đó mới thấy được cái quả ở hiện tại này. Đó là có cái thân danh sắc này, là có cái danh sắc ở hiện tại là nó do cái cội gốc ở quá khứ là do vô minh. Thì đấy cũng là một cái cách quán về cái pháp liên khởi, được khởi nguồn từ ở cái đoạn giữa mà hướng ngược về cái quá khứ là vô minh. Thì có hai cái nhân căn bản nhất trong cái quán về cái 12 nhân duyên. Trong 12 cái mắt xích luân hồi thì có hai cái nhân mà được gọi là căn bản nhất của cái cội gốc tái sinh, đó là vô minh và tham ái. Vô minh và hữu ái là hai cái nguyên nhân căn bản của tự tái sinh. Cho nên Đức Phật dạy là chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc nên không thoát khỏi cái khổ sinh tử luân hồi. Vậy thì bây giờ cái nguyên nhân của sinh tử luân hồi là do vô minh hay là do tham ái? Thì vô minh sẽ là cái cội gốc của sinh tử, hay tham ái là cội gốc của sinh tử? Nếu mà trong bốn sự thật này, khổ tập diệt đại, khổ thì đó là cái nỗi khổ về danh sắc, còn nhân sinh ra khổ đó là ái. Ví dụ tập đế, khổ đế, tập đế là ái, tức là cái nhân mà sinh ra khổ, khổ tập diệt đại như vậy. Vậy còn ở trong quán về 12 nhân duyên thì vô minh lại được cho đứng lên đầu, lại được cho là cái cội gốc đầu tiên của cái dòng sinh tử. Vậy thì vấn đề là bây giờ là vô minh với lại tham ái thì cái nào là cái cội gốc của sinh tử? Thì thường thường là vô minh là không biết, cho nên là những cái điều không đáng làm. Không đáng làm là do không biết, tức là một cái người ví dụ như là bây giờ một cái người ta không biết về luật pháp ấy. Người ta không biết là cái luật là quy định là cái người này làm cái việc này là trái pháp luật. Nếu là những cái người người ta không được học luật, cho nên là người ta làm những cái điều sai trái. Ví như là người ta buôn bán những cái hàng mà không được phép buôn bán, nhưng người ta không biết, nhưng mà khi bị bắt thì
Nhưng mà khi bị bắt thì có được giảm tội không? Không được giảm tội hả? À, dù không biết luật nhưng mà đã phạm rồi thì vẫn bị phạt. Còn một cái người là hữu ái là cái nhân nổi bật. Còn một cái người ta biết cho nên là người ta sẽ tránh làm được những cái việc bất thiện đấy, và người ta sẽ làm những cái việc gì nó phù hợp với pháp luật, cho nên là người ta sẽ thi hành theo đúng pháp luật, cho nên là người ta hay được ban thưởng hơn. Vậy thì nhân, cái vô minh ấy, nó là nhân nổi bật của các ác nghiệp để sinh vào ác thú. Do mình không biết rằng là những cái hành động bất thiện như là tham sân si hay là sát sinh trộm cắp là dâm nói dối đấy, là những cái ác nghiệp, cho nên mình tạo những cái ác nghiệp đấy, và khi chết thường phải đọa vào những cõi khổ. Đây là thường thường là những cái người nào mà không được gặp Phật pháp, không được nghe giáo pháp ấy, không được nghe giảng về Phật pháp, cho nên là những chúng sinh đấy thì là hầu như là bị vô minh nó che phủ hết, nó che phủ toàn bộ cái tâm thức, cái chi kiến của cái chúng sinh đấy. Và những cái chúng sinh mà không được nghe về giáo pháp, không được nghe giảng về những cái điều thiện và bất thiện, cho nên là sẽ làm những cái việc bất thiện một cách thản nhiên vô tư và tích lũy rất nhiều ác nghiệp, cho nên là khi chết đọa vào ác nghiệp rất là nhiều. Còn một số chúng sinh thì sinh ra được nghe giảng về Phật pháp, cho nên là biết tạo nhiều thiện nghiệp, cho nên là khi sinh thường là khi chết thường được sinh về cái cõi thiện thú rất là nhiều. Ví dụ như là khi mình có được nghe giảng Phật pháp, mình mới biết là còn có ngoài người nào mà làm việc thiện như bố thí giữ giới hay là phục vụ cung kính, làm những cái thiện nghiệp sẽ được sinh lại làm người thì sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ, hay là được sinh lên thiên giới hưởng cái phước báo về tuổi thọ thù thắng của chư thiên, về dung sắc của chư thiên, về cái năng lực siêu phàm của chư thiên hay là phạm thiên. Thì lúc đấy tự nhiên là mình sẽ sinh ra, ồ vậy ta sẽ làm rất nhiều việc thiện để được sinh làm người để được hưởng cái phước lành này. Thì cho nên là người ta sẽ khi mà khởi lên cái điều như vậy là tức là có cái tâm tham ái. Vậy và cả hai cái này đều là nguyên nhân khiến cho chúng sinh trôi nằm ở trong cái dòng tái sinh vô minh và tham ái, đều là nguyên nhân hết. Ví dụ như là bây giờ mình trước kia thì mình chưa nghe giảng Phật pháp thì mình không biết rằng là có cái luật nhân quả như thế, có cái dòng sinh tử như thế và có cái con đường tu tập để giải thoát sinh tử như thế. Còn bây giờ mình được nghe giảng Phật pháp thì mình đã hiểu ra chưa? Hiểu rồi phải không? Là nó sẽ có cái thiện nghiệp, có ác nghiệp, có cái kiếp trước, có kiếp sau, có cái sự khổ đau, có cái nguyên nhân sinh ra khổ đau và có cái con đường để giải thoát khổ đau. À, mình có tin không? Có tin phải không? Nhưng mà bây giờ bảo mình hãy thực hành cái con đường này để đi đến giải thoát khổ đau, thì mình có thực hành không? Bây giờ bảo thực hành, bây giờ bảo hãy từ bỏ gia đình, sống không gia đình để tu tập giới định tuệ để chứng đắc niết bàn để giải thoát sinh tử, thì mình có nghe không? Không nghe, không nghe này là do vô minh hay là do tham ái? Đấy là do tham ái, phải không? Đấy thì cái nhân sinh khiến cho mình đến tái sinh không phải không hẳn là do vô minh mà là do tham ái. Do tham ái cho nên là mình biết nhưng mà mình vẫn không 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 buông được, không bỏ được. Đấy, cho nên là mình bị luân hồi sinh tử nó kéo dài cho đến ngày hôm nay. Nó có phải là do vô minh không? Có phải là mình chưa được gặp Phật không? Chưa được nghe pháp không? Mà trong cái bài kinh tụng thì con xin đảnh lễ năm cái gì năm 100.000 vị chánh biến chi, 2 triệu vị chánh biến chi, tức là đã có hàng trăm ngàn Đức Phật ra đời, đã có hàng triệu Đức Phật ra đời, tức là mình cũng đã có nhân duyên để mà gặp Đức Phật hàng trăm lần, hàng ngàn lần, thậm chí hàng triệu lần này, mình đã từng được nghe pháp vô vàn lần rồi, mà tại sao không tu để giải thoát đi? Tại tham ái, tại vô minh thì dễ bỏ nhưng mà tham ái thì khó rời. Ừ, thì bây giờ mình nghe pháp thì mình biết biết là có con đường giải thoát đấy, nhưng mà bảo buông thì có buông được không? Buông được, còn nhiều lắm, còn vướng bận này, còn nhiều lý do lắm, mà còn vướng bận cha già mẹ yếu này, vướng bận này vợ đẹp con thơ này, vướng bận về vợ con nhà cửa này, vướng bận chưa có người nối dõi tông ti này, vướng bận về bổn phận với này, gia đình xã hội này, với họ hàng lạ, với dòng tộc này, quá nhiều cái lý do, mà cái lý do đấy nó
để nó bảo vệ cho cái gì? Bảo vệ cho tham ái. Vậy cho nên là vậy thì cái nguyên nhân để mình bị sinh tử cái đổ tội cho cái gì đây? Cho vô minh với tham ái, thì bây giờ mình đổ tội cho cái gì? Đổ tội cho tham ái hay đổ tội cho vô minh? Nếu như mình mà bị vô minh ấy, nó người nào mà nặng về vô minh ấy, thì thường thường đã đầu thai là mấy con sâu bọ, con kiến, con trùng, mấy cái con mà đấy, bây giờ những cái con mà nó bị vô minh sâu nặng ấy, như bây giờ những cái con giun mà nó chui dưới đất này, những con muỗi, con mòng, con bọ, con diếc ấy, nó sống nhúc nhúc ở xác chết ấy, thì những cái con đấy biết là vô minh sâu nặng ấy. Có thể là nó không có cái duyên được gặp Phật pháp ấy. Còn những người mà có chúng sinh mà được sinh ra mà được làm người thế này thì không có ai là chưa từng gặp Phật pháp hết. Mình đã được nghe giảng Phật pháp rất nhiều, mình đã từng gặp Phật, đã nghe pháp này, vô vàn Đức Phật trong quá khứ đã ra đời rồi, đã dạy mình, đã bảo rồi dứt đi thì đi tu đi. Nhưng mà không dứt được, vì không dứt được cái ái như ra mà đi kìa. Cho nên là Đức Phật nên nói là này các tỳ kheo, ta và các ông mà bị luân hồi cho đến ngày hôm nay, đó là bị vô minh che đậy và tham ái trói buộc. Có thể là một trong hai cái đấy là cái nguyên nhân khiến cho mình cứ bị luân hồi tái sinh. Vì vậy cho nên là bây giờ mình diệt ý, mình có thể diệt một trong hai cái này. Ví dụ bây giờ mình mà đoạn trừ được tham ái thì là trong tương lai mình cũng sẽ hết tái sinh, nhưng mà dứt trừ được vô minh cũng hết tái sinh. Dứt trừ được vô minh đó là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nhưng mà có những người mình cũng nghe, mình cũng tư, mình cũng tu, nhưng mình không chứng ngộ được, là tại sao? Do mình không dứt được cái tham ái này. Cho nên là có những người, có những người nghe pháp rồi là tư duy về pháp và thực hành giáo pháp, chứng ngộ được pháp, tức là người ta có thể chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, đi đến niết bàn. Nhưng cũng có người cũng nghe pháp, cũng tư duy về pháp, cũng thực hành pháp, nhưng không thể nào mà giúp, không thể nào đoạn trừ được phiền não, chính là vì cái tham ái mạnh quá. Cho nên là bây giờ cái muốn mà giải thoát được thì cứ phải dứt bỏ những cái tham ái, diệt trừ được cái tham ái. Vậy thì cứ cái gì mà mình yêu quý nhất thì mình phải xả đi trước, thì nó sẽ giảm bớt. Cho nên là ái thì nó có dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Có thể là tham ái những cái cảnh trần ở bên ngoài như sắc hay như vị xúc, thế thì nó thuộc về dục ái. Thì cái dục ái này chỉ dễ dứt trừ nhất, nhưng mà còn hữu ái lại là một cái khó trừ hơn. Hữu ái là bây giờ ta sẽ đổi, đó là ta sẽ bỏ những cái sắc thanh hương vị xúc ở hiện tại này, để ta sẽ tu tập giới định tuệ, nhưng mà ta mong được tái sinh về cõi trời, cõi thiên giới, học sinh trở lại làm người để được hưởng cái phước báo nhiều hơn. Thì đấy nó là một cái hữu ái đấy, hoặc là ta sẽ sinh về các cõi phạm thiên để được sợ, để được sinh tái sinh ở trong tam giới này, để tiếp tục duy trì cái sự sống, để hưởng thụ những cái niềm vui ở những cái cõi sống khác nhau. Thì cái đấy nó là hữu ái. Cho nên đây là hai cái nhân sinh ra cái dòng sinh tử. Và nếu mà cứ diệt trừ được hai cái nhân này thì sẽ dứt được sinh tử. Cho nên là khi mà một cái người Phật tử mà làm bất cứ một cái việc thiện gì thì sẽ có cái ước nguyện là ước nguyện chứng đắc niết bàn. Niết bàn là sa phê cha yo tu, tất cả những cái công đức thì mình làm đều hướng đến chứng đắc niết bàn. Không có ước nguyện là nguyện cho được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp trí tuệ. Những cái người mà có hữu ái nặng ấy, thì người ta sẽ nguyện cho con cái công đức này cũng được sống mạnh khỏe, được sống lâu mạnh khỏe, ăn vui sắc đẹp, có trí tuệ và tái sinh về cái cõi thiên giới, được hưởng nhiều cái phước báo ăn này. Thì cái đấy là hữu ái nặng. Còn cái người mà cứ cái gì cũng chỉ nguyện chứng đắc niết bàn, để làm nhân duyên trợ hữu trợ duyên để chứng đắc niết bàn, thì là cái người đấy là hướng đến diệt trừ vô minh. Thì cái người đấy nó giảm bớt được cái tham ái với những cái hưởng thụ những cái phước báo ở tương lai đi, thì nó sẽ đi đến niết bàn nhanh hơn.
trong 12 cái mắt đấy thì hai cái này, cái nào mình cũng nó cũng có cái nguyên nhân, hai cái này có thể được gọi là cái mắt xích, được gọi là cái đầu mối của cái dòng sinh tử. Mình cứ diệt trừ được vô minh và tham ái đi thì sẽ dứt được sinh tử. Trong 12 cái pháp quán nhân duyên đấy thì nó sẽ có ba thời, đấy, quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế là nếu mà một cái người mà thực hành đủ cả 12 cái chi phần của cái pháp quán nhân duyên thì cái vị đó sẽ quán được về ba đời, tức là ba kiếp sống, hiện hữu ở trong ba kiếp sống. Ví dụ vô minh và hành thì thuộc về kiếp sống ở quá khứ một. Nếu mình đặt cái vô minh và hành, mình quán cái vô minh hành ở kiếp sống một thì mình sẽ có kết quả, đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, nó là quả ở cái kiếp sống hiện tại. Đã, bây giờ mình có cái thân, cái tâm này, có thức, có danh sắc lục nhập xúc thọ sau căn sáu trần, và có những cái niềm vui nỗi khổ ở trong kiếp sống này, thì đấy là quả của cái vô minh và cái hành động tạo nghiệp ở trong cái kiếp sống quá khứ một. Và ở trong cái kiếp hiện tại này mình sẽ khởi lên cái tham ái chấp thủ và nó để lại cái nghiệp hữu, thì đấy là cái nhân ở hiện tại. Cái nhân ở hiện tại này thì nó sẽ đưa đến cái quả báo, đó là sinh già chết, sầu bi khổ ưu não ở trong tương lai. Thì từ cái nhân này, ái thủ hữu này, nó sẽ đi đến sinh già chết, sầu bi khổ ưu não này, nó sẽ xuất hiện ở tương lai. Nhưng mà nếu mà mình mà đi ngược lại cái sinh già chết ở hiện tại này, sinh già chết mà mình quán là tại vì đời này tại sao mình có sinh già chết, thì mình sẽ thấy ngược lại, do ái thủ hữu ở kiếp quá khứ một, do cái nhân là ái thủ hữu, và tại cái thức danh sắc lục nhập xúc thọ thì nó cũng ở là cái quả ở cái quá khứ một đó. Và cái nhân thì nó lại là vô minh hành, thì nó lại thuộc về ở kiếp quá khứ hai. Thì nó cứ như vậy, một cái người mình có thể quán ở quá khứ, hiện tại và tương lai, mình có thể quán là quá khứ một, sinh ra quả ở hiện tại, ở quả hiện tại đến nhân ở tương lai, hoặc là mình có thể quán ở nhiều quá khứ về sau, nó cũng cứ tương tự, mình có thể cứ lùi dần lại thế cũng được. Hoặc là nếu vô minh hành ở quá khứ hai thì thức danh sắc lục nhập xúc thọ là quả ở quá khứ một, ái thủ hữu thì lại là nhân ở cái quá khứ một đấy, và sinh già chết sầu bi khổ ưu não thì là quả ở hiện tại này. Hoặc là một cái người sẽ quán về cái nhân ở hiện tại, đó là vô minh hành. Ví dụ một cái người mà quán nhân ở hiện tại này thì bây giờ mình có thể làm bất cứ một cái thiện nghiệp gì. Ví dụ như là bây giờ một cái người mình dâng nên mình cúng dường Đức Phật một bông hoa hay là một ngọn đèn, một nén hương, mình dâng cúng đấy là hành, thì mình nguyện là cho con được sinh trở lại làm người, được sống lâu mạnh khỏe an vui đấy. Thì cái đấy được gọi là vô minh, những cái mà mình có cái ảo tưởng, có cái ước muốn được hiện hữu ở tương lai thì đấy là vô minh, tham ái chấp thủ. Và cái hành này nó cũng bao gồm luôn cả cái nghiệp. Thì khi nào mà vô minh nó khởi lên cái phiền não luôn ấy, thì là nó có cả vô minh, mình có một cái ước muốn mà nó không chân chánh, thì một cái ước muốn mà nó không đúng với cái chân lý thì là nó làm vô minh và tham ái chấp thủ nó sẽ đi sinh cùng với nhau. Cái hành nó cũng sẽ để lại cái nghiệp hữu cùng với nhau. Nên là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là cái nhân ở hiện tại, nó sinh ra cái quả thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Rồi là cái nhân ở hiện tại là ái thủ hữu, và nó sẽ sinh ra cái quả ở tương lai là sinh và già chết. Cho nó có cái ba thời là quá khứ, hiện tại và tương lai, và nó có những cái mối, những cái khúc nối, cái mối liên hệ giữa ở quá khứ, hiện tại với hiện tại và tương lai. Mối liên hệ ở giữa quá khứ với hiện tại đó là hành duyên cho thức. Nhưng mà bây giờ mình mà muốn biết tại sao mình có cái thức ở hiện tại, tức là những cái tâm như là tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử, hay là các cái tâm quả, tất cả các cái tâm quả ở hiện tại này nó sinh lên là do cái hành động ở trong quá khứ.
đấy, tức là hành duyên thức, tất cả những cái. Còn mối liên hệ giữa hiện tại, giữa nhân hiện tại và quả hiện tại thì đó là thọ, thọ thủ duyên cho hữu. Cái mà liên hệ giữa hiện tại với hiện tại thì tức là ở hiện tại này mình có khởi lên cái tâm chấp thủ thì là nó sẽ để lại một cái nghiệp hữu ở tương lai. Tức là chấp thủ mình cố chấp vào một cái gì đó, mình ưa thấp vào một cái gì đó, chấp trước vào một cái gì đó thì là nó sẽ là thủ, thủ chứ không phải là thọ. Thọ thì duyên cho ái, vừa của hiện tượng thì thọ duyên ái. Thì mối liên hệ giữa ở hiện tại với một cái quả ở tương lai đó là hữu duyên cho sinh, tức là có cái nghiệp hữu thì nó sẽ duyên lại cho cái sự tái sinh ở trong tương lai. Thì do quá khứ mình có những cái hành động tạo nghiệp cho nên là bây giờ mình mới có những cái tâm thức có cái quả hiện tại là cái tâm tục sinh và những cái tâm mà nó, tâm quả nó hiện lên trong kiếp sống này. Và do hiện tại mình còn có cái nghiệp hữu, tức là mình còn có chấp thủ cho nên nó còn có nghiệp hữu. Còn có nghiệp hữu thì nó sẽ sinh ra cái quả ở tương lai, nó là tiếp tục bị tái sinh ở trong tương lai, là hữu duyên cho sinh. Vì vậy nên là vô minh thì nó thuộc về một cái nhóm, tức là trong kiếp quá khứ thì khi mà mình khởi lên một cái tâm vô minh, tức là một cái ảo tưởng, một cái ước muốn tái sinh đấy, thì vô minh nó sẽ không khởi lên một mình mà nó đi kèm với tham ái và chấp thủ. Và cái hành động của mình tạo một cái nghiệp gì đấy thì nó cũng không khởi lên một mình, và nó khởi lên đó là cái, nó để lại cái nghiệp hữu. Tức là cái hành động đấy nó sẽ để lại cái nghiệp hữu. Chỉ có một cái người mà hết vô minh tham ái chấp thủ rồi thì cái hành động ấy nó mới không để lại nghiệp hữu. Tức là chỉ có cái duy tác hành, còn lại thì nó sẽ để lại cái nghiệp hữu, hành bằng nghiệp. Thì khi mà một cái người mà mình có cái hành động, mình cái hành được gọi là tư tiền, tức là cái tâm mà nó khởi lên ở cái thời điểm đầu, và cái nghiệp thì nó gọi là tư hậu, tức là cái tâm mà nó khởi lên ở cái thời điểm kết thúc. Ví dụ khi mà mình đang chuẩn bị làm một cái việc gì đó thì đấy là gọi là hành động, và khi mà mình thành tựu cái việc đó thì nó để lại nghiệp. Nhưng mà cái lúc đầu mình đang chuẩn bị đi làm, bắt đầu khởi động làm nhưng mình chưa có thành tựu thì nó không để lại nghiệp. Ví dụ như là mình khởi động, mình nghĩ là bây giờ ta sẽ đi sát sinh, ta sẽ đi làm cái việc thiện đó là bố thí, thì đến lúc là mình khởi lên, mình đang chuẩn bị các cái đồ đạc, chuẩn bị hết sẵn sàng rồi, nhưng mà đến cái giờ phút cuối cùng mình lại có một cái việc đột xuất gì đó mình không làm được, thì cái hành động mà đấy của mình nó không thành tựu, cho nên nó không để lại nghiệp. Cái nghiệp về bố thí nó không thành tựu, bởi vì mình đã chuẩn bị rồi, mình đã có hành động chuẩn bị rồi nhưng mà chưa có làm trọn vẹn cho nên nó không thành, nên nó không để lại được cái nghiệp hữu được. Cho nên là cái hành nghiệp nó khi nào nó thành tựu thì nó sẽ để lại nghiệp, mà cái hành nó không thành tựu nó không để lại nghiệp. Đấy, khi mà nó có để lại cái nghiệp đấy thì nó mới cái nghiệp hữu lên, nó mới là cái năng lực để đi tái sinh. Cho nên là một cái nghiệp thiện hay một nghiệp bất thiện thì mình có cái hành động và nó có cái thành tựu cái việc đấy thì nó sẽ để lại cái nghiệp và nó sẽ tái sinh, cái nó sẽ trổ quả ở trong tương lai. Cái quả của nó, cái quả của những cái phiền não đấy, những cái hành động đấy, đó chính là thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ. Thức là cái tâm thức, danh, sắc là cái thân và cái tâm này, lục nhập là sáu căn sáu trần này, có sự tiếp xúc và có những cái cảm thọ vui buồn, thì đấy là cái quả. Và trong cái hiện tại này thì mình cũng có năm cái nhân: vô minh, tham ái, chấp thủ, hành nghiệp. Vô minh đấy là ở trong hiện tại này,
mình cũng có vô minh, cũng tham ái, cũng chấp thủ, cũng hành động và cũng để lại nghiệp. Thì ở trong tương lai, cái quả tục sinh ở trong tương lai nó sẽ có thức danh sắc lục nhập xúc thọ ở trong tương lai. Cho nên là có năm nhân quả cư sinh ra năm quả hiện tại, năm nhân hiện tại sinh ra năm quả tương lai. Thì đấy chính là cái dòng luân hồi nó như thế, cái dòng tương tục nó đi theo cái vận hành của cái luật nhân quả, hay là của cái nghiệp và quả của nghiệp. Và phân biệt được như thế thì sẽ tuệ chi được cái pháp về nhân quả, thấy được cái tính chất của nhân quả nó như thật, nó mới hết được cái sự hoài nghi. Phân tích ra như vậy thì cái người nào phân tích hết được cái đấy, người ta phá vỡ được cái hoài nghi, không hoài nghi về quá khứ, không hoài nghi về tương lai, thì mình có cái niềm tin như thật về nghiệp và quả của nghiệp. Phân biệt vô minh duyên hành mà để mà mình hiểu trên cái khái niệm, hay là mình nhìn trên cái pháp tục đế, thì nó không có dẫn đến cái sự ni tham, nó không có dẫn đến cái sự giác ngộ. Mà cái vị đó phải thấy được cái mắc xích của 12 nhân duyên này trên cái pháp chân đế, tức là phải bằng cái phương pháp thực hành thiền quán. Chứ còn nếu như vị này mà học thuộc lòng cái khái niệm rồi là tư duy theo cái lối gọi là suy luận tư duy, thì vị ấy sẽ cũng không thấy được cái sự thật này. Nên cái pháp quán thì duyên khởi là một cái pháp rất là thâm sâu, rất là sâu sắc, và nó rất là khó thấy, khó biết. Và những cái người phải có những cái ba la mật về thực hành cái thiền đã rất nhiều, phải từng có các cái ba la mật về thực hành thiền tuệ, đã từng học giáo pháp trong quá khứ, thì ở cái đời sống hiện tại thì đó mới có thể phân tích được cái pháp duyên khởi. Nếu những người nào mà chưa có những cái ba la mật thì rất là khó và không thể nào thấy được cái pháp về duyên khởi, cái pháp ấy nó sâu sắc vì nó không thể nào quán chiếu được. Cho nên là có một lần ngài A Nan hãy quán chiếu pháp duyên khởi với ngài thì nó rất là dễ dàng, ngài có thể quán ngược quán xuôi cái pháp quán duyên khởi ngài mà không có khó khăn. Cho nên là ngài đến nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, pháp duyên khởi thâm sâu vi diệu là như vậy, nhưng nó hiện hữu rất là rõ ràng đối với con. Tức là ngài nói là ngài quán cái pháp rất dễ dàng, không khó khăn. Thì Đức Phật nói rằng không nên đại ngôn như thế, ngài A Nan chớ có đại ngôn. Cái pháp quán duyên khởi là một cái pháp quán vô cùng là thâm sâu, vô cùng là khó thấy, khó biết. Thì chúng sinh sở dĩ mà cứ cái tất cả chúng sinh ấy, là vì không thấy được cái pháp duyên khởi, cho nên là bị rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cuốn chỉ. Thì vì chúng sinh là do trước đến nay không thấy được cái pháp duyên khởi thâm sâu này, cho nên rằng là sinh ra nhiều những cái tà kiến, những cái tà kiến sai lầm, và có những cái điên đảo tưởng, có những cái tưởng sai lầm, tạo những cái nghiệp sai trái. Cho nên là khi chết đi sanh hữu về rất là nhiều những cái loài, sinh ra rất là nhiều những cái sanh hữu khác nhau, những cái sanh trùng khác nhau, sinh thú khác nhau. Đấy là do không thấy được pháp duyên khởi. Người nào thấy được pháp duyên khởi thì cái người đấy có thể sẽ đi đến giải thoát được. Nếu như cái vị đó có thể dứt, vị đó thấy được cái những nguyên nhân, rồi vị đó có thể chặt đứt được cái gốc rễ của cái dòng sinh tử là vô minh và tham ái đó, thì vị đó sẽ đi đến diệt trừ được cái dòng luân hồi này. Thì cái vị nào mà quán chiếu bằng cái phương pháp thực hành thiền quán về duyên khởi, thì vị đó phải phân tích từng cái tâm một, tức là phải thấy được cái pháp chân đế. Ví dụ như là vị đó phải phân tích là vô minh, tức là một cái sự hiểu sai. Tức là cái vị đó phân biệt về cái pháp vô minh duyên hành này, thì cái vị đó phải khởi lên cái phiền não luôn. Ví dụ như là vị đó phân biệt vô minh duyên hành ở hiện tại chẳng hạn, thì vị đó phải khởi lên cái phiền não luôn. Ví dụ như là vị đấy tạo một cái thiện nghiệp như bố thí và ước nguyện sinh làm người nam, thì cái vô minh là hiểu là người nam là có thật, thì nó sẽ khởi ngay cái lúc đấy, nó sẽ khởi lên cái tâm tham tà kiến. Tâm tham tà kiến thì nó có một cái tâm và nó có các cái tâm sở nó đi kèm theo, nó gọi là 20 tâm. Tham ái nó là tham tà kiến 20 tâm, chấp thủ là tham tà kiến 20 tâm. Thì lúc đấy vị đó phân tích là đây là vô minh, đây là tham ái, đây là chấp thủ này, từ các cái tâm một như thế. Sau đó khi mà cái hành động khởi lên cái ý định muốn bố thí, nó là tâm hành,
Đấy, nó có 34 thâm tâm thiện dục giới. Thì lúc đấy vị đó phân tích được từng tâm một, đây là thức này, đây là xúc này, thọ tưởng tư này, gọi là những cái tâm thuộc về biến hành này, những cái tâm thuộc về biệt cảnh này, thẩm tứ thắng nhài này, cần này, rồi là hỷ dục, rồi là những cái tâm tịnh hảo này, tín niệm tàm quý vô tham vô sân hành trạng. Thì từng từng cái tâm một vị đó sẽ phân tích ra cho đến hết cả 34 tâm, rồi bắt đầu cái hành động này nó để lại cái nghiệp, nghiệp thì nó cũng có 34 tâm như vậy. Các cái tâm thuộc về dục giới tịnh hạ, còn những cái tâm vô minh tham ái chấp thủ nó thuộc về tâm tham thả kiến này. Thế rồi vị đó mới phân tích từng cái một. Vô minh thì nó có một ý môn này, bảy chamana này. Nếu mà tham ái với các cái pháp chân đế thì nó là đăng tâm đăng ký. Còn hành thì nó cũng thế, nó khởi lên nó đi theo một cái nội tâm. Nó đi theo một cái nội tâm, một cái ý môn này. Đấy, bảy cái tâm gọi là bảy cái tốc hành tâm nó khởi lên sau. Có hai cái tâm đăng ký nó đi theo. Thế vô minh sinh cho nên hành sinh, vô minh là nhân, hành là quả. Vì nó sẽ phân tích đấy. Do vô minh, vô minh có 20 tâm để nó sinh lên, cho nên là cái tâm hành 34 tâm nó sinh lên. Vô minh 20 là nhân và hành 34 tâm là quả. Thì đấy là cái cách mà vị đó sẽ quán về cái tính nhân quả của nó, tức là tính nhân quả ở trên các cái tâm như vậy. Để tương tự như vậy thì tất cả những cái tâm khác của mình, ví dụ như là vị đó có thể hướng về cái thời điểm cận tử ở trong quá khứ, thấy cái mình đang làm một cái thiện nghiệp gì đó và phân biệt cái phiền não luôn ở quá khứ đấy, thì vị đó có thể phân biệt được một cái phiền não luôn, rồi phân biệt là vô minh duyên cho hành, vô minh sinh, tức là cái tâm vô minh, tức là nó là 20 cái tâm tham tà kiến thì nó sinh lên, thì ở cái lộ bên này là cái tâm hành 34 tâm nó cũng sinh lên, thì đấy là cái tính chất nhân quả. Sau đó thì cứ lần lượt phân biệt như thế, rồi là do vô minh sinh thì có hành sinh, hành sinh thì có thức sinh. Thì thức ở đây thì nó đó, hành là cái tâm ở trong quá khứ, và thức thì nó thuộc về một cái tâm ở trong hiện tại. Thì cái này nó là một cái mối liên hệ từ quá khứ đến hiện tại. Thì cái vị đó phải hướng tâm về cái thời điểm mà tạo nghiệp ở trong quá khứ, tức là ở cái kiếp quá khứ một. Thế, và phải hướng tâm đến các cái tâm mà nó sinh ra cái quả ở cái kiếp sống hiện tại này. Ví dụ như tâm tục sinh là cái quả của cái hành động đấy, cái tâm hữu phần, tâm tự, rồi là các cái tâm quả như là nhãn thức, nhi thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, rồi là tâm tiếp thâu, tâm suy xét, và cái tâm các cái tâm đăng ký. Thì đây là những cái tâm quả. Những cái tâm quả này nó sinh lên là do cái nghiệp ở trong quá khứ, như là tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tự, những là cái tâm bên ngoài thì cái tiến trình này, còn ngoài ra cái tâm mà nó khởi lên khi mà các cái căn của mình nó tiếp xúc với các cái trần cảnh, tâm thường nhật hàng ngày, từ cái tâm tục sinh này ra, còn nó khởi lên thời điểm đầu của kiếp sống, và cái tâm tử nó khởi lên cái thời điểm kết thúc của kiếp sống. Cái tâm hữu phần thì nó sẽ nối tiếp tất cả các cái dòng tâm, cứ cái dòng tâm dừng lại thì nó rơi vào hữu phần. Cứ phần dừng lại thì nó sẽ khởi lên các cái tâm ở các cái căn một, các căn nhãn nhĩ thị thiệt thân căn này, thì tất cả những cái tâm ấy là cái tâm quả ở trong quá khứ, là do hành là cái hành động ở trong quá khứ sinh lên cho các cái tâm này nó sinh lên. Cho nên là nếu như cái hành ở quá khứ nó là cái hành thiện, thì các cái tâm này gọi là các cái tâm tâm quả thiện. Cho nên là có khi đôi khi nó là tâm quả thiện nó sinh lên, mà đôi khi là tâm quả bất thiện. Nếu hành ở quá khứ là cái hành bất thiện thì các cái tâm này nó sẽ là tâm quả bất thiện. Cho nên là nó có lúc là hành là tâm quả thiện, mà có lúc nó có ra cái tâm quả bất thiện. Thì cái tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử này thì nó liên quan đến cái hành động, cái nghiệp mà cận tử, cho nên nó là tâm đại quả. Lúc nào nó cũng là cái tâm quả thiện, nhưng mà bắt đầu các tâm nó sinh ra ở các cái nội tâm nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, tiếp thâu và suy xét cả cái tâm đăng ký.
Thì những cái tâm này nó khởi lên đôi khi nó là tâm quả thiện và đôi khi nó là tâm quả bất thiện. Cho nên là trong cái hàng ngày các cái căn của mình nó tiếp xúc với các cái cảnh trần này, đôi khi nó là cái nó sinh lên các cái tâm như là mắt thấy sắc, đôi khi nó là mình cái nếu lúc nào nó là cái quả thiện đấy nó trổ thì mình sẽ thấy những cái cảnh mà mình ưa thích, những cái cảnh mình những cái cảnh tốt, tức là những cái cảnh tốt có lợi ích với mình. Còn đôi khi mình luôn luôn phải tiếp nhận, mình thấy những cái cảnh không tốt và tiếp nhận những cái cảnh không tốt, thì đấy là những cái quả của những cái nghiệp bất thiện nó trổ trong cái cuộc sống bình dật hàng ngày nó cứ liên tục như vậy. Có lúc thì là tâm quả thiện, lúc là tâm quả bất thiện, và cái tâm đăng ký suy xét này vậy. Có lúc thì là cái tâm đại quả thiện nó sinh lên sau cái nội tâm, gọi là cái sau những cái nội tâm đồng được cái tâm xa văn đa nó sinh lên tâm đăng ký. Thì có lúc thì là cái tâm quả thiện, tâm quả đại thiện nó sinh lên, thì nó cho nên nó có ba tư tâm. Nhưng mà có lúc thì nó là cái tâm quả của cái tâm tâm quan sát, tâm suy xét này. Nó, cho nên nó cho lúc nó có 11, 12 tâm. Có lúc này nó là tâm quả thiện, lúc là tâm quả bất thiện. Nó sinh lên sau cái đồng được các cái đồng tốc. Đấy, thì có lúc này nó là tâm đại quả nó sinh lên. Đó, thì nó là 33, 34 tâm. Có lúc này nó là cái tâm quan sát thọ quả thiện, hoặc là tâm quan sát thọ quả bất thiện nó sinh lên. Cho nên là cái tâm đăng ký này nó sinh lên một lúc thì nó sinh lên 33, 34, nó sinh lên 11, 12. Phân biệt cái hành và duyên thức thì vì đó mới thấy được cái những cái tâm thức ở hiện tại này nó là cái kết quả của những cái hành động ở trong quá khứ. Vì nó sẽ phân biệt từ cái thức này nó lại sinh ra danh sắc, cái pháp quán của nó là do hành. Hành là cái tâm nó có 34 tâm nên nó sinh nên thức tục sinh sinh. Rồi hành 34 tâm nên thức của tâm hữu phần sinh, hành 34 tâm sức của tâm tự sinh, hành 34 tâm nên nhãn thức sinh, cứ như thế tất cả các cái tâm khác. Thế là một cái dự quán và bị nó thấy được cái mối liên hệ giữa cái quả ở hiện tại này là do cái nhân của quá khứ. Nên là, thì lúc đấy là vị đó quán như thế thì vị đó sẽ thấy. Thì ra cái tâm ở hiện tại của mình này nó sinh lên này, nó liên quan đến những cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ, chứ nó không hẳn là nó là kết quả của những cái hành động ở hiện tại này. Cho nên là có những cái bây giờ mình nỗ lực mình muốn có mà cũng không đạt được vì mình, cái nhân của quá khứ nó không có. Còn có những người mình sống rất bình thường nhưng mà mình sẽ đạt được những cái mà mình không mong cầu gì cả, nhưng mà nó vẫn cứ đến một cách tự nhiên. Tức là phước nó có thể là đến một cách tự nhiên là do cái quả quá khứ nó trổ. Họa nó cũng có thể đến một cách tự nhiên, đó là do những cái nghiệp bất thiện ở quá khứ bây giờ nó trổ quả. Nó có những cái nó vượt ngoài cái sự mong cầu của mình. Vì đó là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó trổ quả, thì do mình quán cái hành duyên thức thì mình sẽ thấy được cái tính chất đó. Cái tính chất liên hệ giữa cái kiếp trước với cái kiếp sống này. Sau đó thì phân biệt tiếp tục là thức và nó duyên cho danh sắc. Danh của thức thì danh sắc sinh. Thức thì nó có hai cái thức, đó là nó có một cái thức nghiệp ở trong quá khứ mà nó có cái thức quả ở hiện tại, có một cái thức ở hiện tại. Thức nghiệp ở quá khứ thì mình phải hướng về cái tâm thức mà ở trong cái hành động tạo nghiệp ấy. Thức duyên cho danh sắc thì cái đấy là nhân, và danh sắc là các cái tâm quả, và sắc là sắc do nghiệp sinh ở hiện tại. Nên mình phân biệt về hành duyên thức ấy, thì mình chỉ mới thấy được cái phần thuộc về các cái tâm thôi, chứ mình chưa có thấy được những cái quả mà nó trổ về cái sắc thân này. Còn nếu khi mà mình phân biệt về thức duyên danh sắc này thì mình sẽ hiểu rõ hơn cả về cái nhân quả nó liên quan đến cái quá khứ, liên quan đến cả cái sắc thân của mình hiện tại đây, nó cũng liên quan đến cái nghiệp ở quá khứ. Ví dụ như đầu tiên là mình sẽ quán cái thức nghiệp ở quá khứ, nó sinh ra cái tâm quả và cái sắc quả ở hiện tại, do thức nghiệp ở quá khứ sinh.
cho nên sắc tục sinh sinh, thức nghiệp quá khứ là nhân, sắc tục sinh là quả, thức nghiệp quá khứ sinh, cho nên là danh sắc hữu phần, danh sắc tâm tử sinh. Thì cái này là nghiệp nó sinh ra cái danh sắc mà được làm người này, là cái thân người này là do nghiệp ở quá khứ, thì đấy là rõ ràng này. Và cũng cái thức nghiệp ở quá khứ đấy nó sinh, ví dụ như thức nghiệp ở quá khứ sinh, cho nên danh sắc thuộc về nhãn thức, tức là ví dụ như nhãn tịnh sắc của mình đó, ở trên mắt của mình hay là ở tai, ở mũi, ở lưỡi của mình, nó có hai loại sắc, một là cái sắc do nghiệp sinh và một cái sắc mà do hiện tại là tâm, thời tiết và vật thực, tức là một cái loại sắc là do ở cái nghiệp quá khứ nó sinh. Thì những cái nghiệp ở quá khứ nó rất là quan trọng, những cái sắc mà quan trọng nhất thì nó lại liên quan đến nghiệp quá khứ, ví dụ như là nhãn tịnh sắc, cái sắc thần kinh mắt ấy, hay là cái thân tịnh sắc, hay là cái sắc giới tính ở trên con mắt của mình. Thì lúc đấy mình sẽ thấy được là thì ra cái sắc ở trên con mắt của mình nó cũng liên quan đến cái nghiệp ở trong quá khứ, cái thức nghiệp đấy nó sinh lên, cho nên là những cái sắc nghiệp ở trên con mắt nó sinh, cái thức nghiệp ở quá khứ nó sinh lên, thắc nghiệp ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân mình nó sinh lên. Này là ở những cái sắc nghiệp thuộc về trái tim của mình, về sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả danh và sắc ở sáu căn đấy nó sinh lên cũng là do những cái thức nghiệp ở trong quá khứ. Thì cho nên là có những cái người khi mà mình sinh ra mình sẽ có cái sáu căn, nó cái sáu căn nó rất là có rất nhiều ưu điểm, có nghĩa là có rất nhiều cái sự hạnh phúc, cái sự an lành. Thì là đó là do cái nghiệp thiện ở trong quá khứ nó trổ quả, cho nên là bây giờ mình có cái sáu căn rất là tốt. Có những người thì có sáu căn nó rất là xấu, đó cũng là do cái nghiệp ở trong quá khứ nó không được tốt. Thì cái nghiệp ở quá khứ nó cũng tác động, nó tác động vào cả danh và sắc, không những nó tác động vào tâm mà nó tác động vào thuộc về những cái thuộc về sắc, thuộc về cái thân thể này. Cho nên là có những cái người tự nhiên mình sẽ có, ví dụ như là mình có mắt sáng, có tai thính, có cái thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, thì đấy là do cái nghiệp ở quá khứ nó tốt. Cái thức nghiệp là do mình ở trong quá khứ tạo cái thiện nghiệp nó nhiều, cho nên là bây giờ nó để lại cái sắc quả. Cái sắc quả là cái sắc do cái nghiệp ở quá khứ nó tạo đấy. Còn có những cái người thì những cái nghiệp tốt này nó ít, cho nên là bây giờ cái sắc ở sáu căn này nó kém, nó thành ra mắt kém, tai kém, này là mũi, lưỡi, thân, ý, cái gì nó cũng kém, cỏi đi một tí. Thì đấy là do cái nghiệp ở quá khứ nó chi phối, nó cũng làm cho cái sắc ở hiện tại này nó bị ảnh hưởng theo cái nghiệp đó. Đó là quán về cái tính chất nhân quả để mình thấy rõ ràng là sự thật nó là như vậy. Thế thì sẽ quán về nhân quả về danh sắc này, thì mình sẽ quán nó có hai loại danh sắc sinh ra từ quá khứ, là sinh ra từ hành, từ thức ở quá khứ, và danh sắc sinh ra từ cái thức ở hiện tại nữa. Đấy, thức cùng sinh với danh sắc ở hiện tại cũng có thể làm nhân. Danh là tâm sở, sắc là sắc do tâm sinh. Thì trong cái thức ở hiện tại này nó cũng sinh ra cái danh sắc, ví dụ như là trong cái tâm thức ở hiện tại này, ví dụ như là bây giờ mình có mắt mình thấy cái cảnh sắc tốt hay xấu thì đó là do cái nghiệp ở quá khứ, nhưng mà cái tác ý của mình ở hiện tại này, là do mình tiếp thu những cái văn hóa ở hiện tại này, mình khởi lên cái tâm tâm tốt hay tâm xấu thì đó là do cái tâm ở hiện tại này nó tác ý, nó sinh ra. Nếu mình mà khởi lên khi mà mình chưa được tiếp xúc, tức là mình chưa được nghe giảng những cái điều sự thật, các cái sự thật, thì mình hay có cái tác ý sai lầm. Khi mình thấy cái cảnh trần thì mình cũng chỉ tác ý theo cái chiều đó là ưa thích hoặc là chán ghét, thì lúc đấy thì các cái tâm nó sinh lên toàn là các cái tâm sở bất thiện, tức là cũng là cái thức nó nhìn vào cảnh, nhưng các cái tâm sở nó sinh lên đó là nếu mà nó ưa thích thì nó sinh lên tâm tham tạp kiến, tâm sở của nó là 19-20 tâm, nó là tâm sân nó sinh lên thì nó là 17-18 tâm, thì đó là các cái tâm sở
nó sinh lên theo cái tâm thức của mình tác ý. Thì đấy là danh, lấy cái thức ở hiện tại, nó sinh ra tâm ở hiện tại. Vậy cho nên là cái người nào ở trong cái đời sống hiện tại này mà được tiếp thu những cái tức là được nghe những cái pháp chân chánh thì nó sẽ khởi lên nhiều những cái tâm chân chánh. Nếu mà được tiếp thu những cái pháp mê tín tà kiến thì nó sẽ khởi lên nhiều cái tâm, nhiều những cái tâm sở tà. Đấy là thức mà nó duyên cho danh, mà thức nó cũng duyên cho sắc. Thì cũng cái thức ở hiện tại này, nếu người nào mà có cái tâm mà tích cực, là cái tâm mà hoan hỷ hay là cái tâm hiền thiện, thì nó sẽ tạo cho cái người đó có cái sắc ở hiện tại. Ví dụ người nào mà có cái tâm mà hoan hỷ nhiều ấy, thì cái sắc của người đó lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng tỉnh táo. Còn cái người nào mà buồn phiền, khởi lên cái tâm sân hận buồn phiền nhiều, thì trong cái người đấy lúc nào cũng ủ rũ, lúc nào cũng buồn rầu, lúc nào cũng sầu bi, lúc nào cũng ảo não, thì cũng là cái tâm đấy nó cũng sinh ra cái sắc ở hiện tại. Một phần nó bị chi phối ở quá khứ, và một phần nó bị chi phối bởi cái tâm thức ở hiện tại này. Thì đấy được gọi là thức duyên cho danh sắc. Thì vì đó quán và vì đó thấy được cái tính chất nhân quả của cái thức ở thức nghiệp ở quá khứ, thì nó sinh ra cái tâm quả và cái sắc do nghiệp sinh. Và cái thức mà nó sinh ở hiện tại này thì nó sinh ra các cái tâm sở, đó là tâm sở tốt hoặc tâm sở xấu, nếu tùy theo vị đó tác ý, là cái tâm ở hiện tại, và nó sinh ra cái sắc ở hiện tại. Nếu mà cái tâm sở đấy là những tâm tốt thì nó sinh ra cái sắc tốt, tâm sở đấy là những cái tâm xấu, những cái tâm sở sinh lên đấy là những cái tâm xấu thì nó sẽ sinh ra những cái sắc xấu. Thì vì đó quán như vậy thì đó sẽ thấy được đó là thức nó là nhân và danh sắc là quả. Thì ngay từ cái tâm tục sinh nó tác động bởi nghiệp quá khứ, và ngay trong cái hiện tại đấy nó cũng sinh ra cái thức tục sinh, nó sinh ra cái danh sắc tục sinh. Cái thức hữu phần thì nó sinh ra danh sắc của hữu phần. Cái thức của ngũ môn thì nó sinh ra danh sắc ngũ môn. Cái thức của nhãn thức nó sinh ra danh sắc nhãn thức. Thức của tiết thọ, thức của suy xét xác định, tất cả những cái tiến trình các cái sát na tâm trong một cái lộ trình, một cái tiến trình tâm như thế. Thì mỗi một cái sát na có một cái thức, mỗi một cái tâm thức ấy nó đi trước và nó có những cái tâm sở và các cái sắc do tâm sinh, nó sinh ra nó đi kèm theo. Thì vị đó phân biệt như thế thì vị đó sẽ hiểu ra được một cái, đó là cái thân, cái tâm mình được gọi là danh sắc. Nó được tạo lên bởi cái thức ở quá khứ và cái thức ở hiện tại này. Vậy thì mình có một cái cuộc sống này của mình ấy, nó là một phần này nó được nó bị tác động bởi cái nghiệp ở quá khứ, và một phần nó bị tác động bởi cái nghiệp hiện tại. Thì cái ở quá khứ này nó được gọi là tư thực, tức là cái thức ở quá khứ, tức là chính là cái nghiệp này nó đang trổ quả liên tục ở trong hiện tại. Và vậy có cái thức ăn ở hiện tại ấy, thức ăn ở hiện tại này đó là thức, là xúc và là đoàn thực, thức thực và xúc thực. Thì sau đó vị đó sẽ phân biệt về danh sắc duyên cho sáu sự. Tại sao lại vô minh thì duyên cho hành, hành thì duyên cho thức, thức thì duyên cho danh sắc. Có thức thì có danh sắc nha. Và bây giờ danh sắc duyên cho sáu sự, danh sắc sinh, do có danh sắc sinh cho nên sáu sự sinh. Thì bây giờ thì cái này là cái khó quán nhất, và cái này là cái khó hiểu nhất, và cái này là cái phức tạp nhất trong cái chuỗi 12 nhân duyên. Bây giờ chỉ cần nói đến cái từ là danh sắc duyên sáu sự nghe đã rối bời rồi, rất là khó hiểu. Đấy. Và trong cái lúc quán như vậy, khi mà một cái người mà thực hành cái pháp thiền quán đến 12 nhân duyên, thì mà khi mà quán đến cái giai đoạn danh sắc duyên sáu sự này, thì vị đó cũng sẽ cảm thấy nó rất là rộng lớn, nó rất là sâu xa, và phải quán một cái thời gian rất là lâu thì mới hiểu hết được cái vấn đề liên quan đến danh sắc mà duyên cho sáu sứ này. Vì nó có năm cái cách quán danh, nó duyên cho danh sứ, danh duyên cho sắc sứ, sắc duyên cho sắc sứ, sắc duyên cho danh sứ, và danh sắc duyên cho thức sứ.
nó có những cái cách mà nó quán cái duyên như vậy. Để có những cái tâm nó làm duyên cho các cái tâm sở nó sinh lên, hay là tâm có những cái tâm thì nó làm duyên cho các cái sắc xứ nó sinh lên, có cái sắc thì nó làm duyên cho sắc nó sinh lên, có cái sắc nó làm duyên làm nhận duyên cho danh nó sinh lên, và có danh sắc nó làm duyên cho thức xứ nó sinh lên. Thì quý vị nó phải quán từng cái một và phải hiểu thế nào là xứ, nội xứ, ngoại xứ, ví dụ như là danh sắc duyên cho tâm nó duyên cho tâm, danh là các tâm sở, còn xứ tức là thức xứ, tức là cái vị này phải lấy, gọi là lấy tâm sở làm duyên cho tâm. Ví dụ như tâm tục sinh nó có 34 tâm thì nó chỉ có một tâm vương và 33 tâm sở, thì vị đó phải quán cái tâm sở đấy là nhân và cái tâm thức đấy là quả. Tâm cho tâm sở sinh, cho nên là cái thức xứ tục sinh sinh, tâm sở là nhân, thức xứ tục sinh là quả. Thì xứ ở đây nó là nội xứ, ví dụ như là nhãn xứ, nhĩ xứ, thị xứ, thiệt xứ, thân xứ, tức là mắt nó là một cái chú xứ của tâm, cho nên nó gọi là xứ. Cái chú xứ mà ở đấy nó sinh khởi lên các cái pháp khác nhau. Tai là một chú xứ của tâm, mũi, lưỡi, thân, ý ở trong trái tim. Thì đấy, ví dụ ở trên con mắt thì nó phải có một cái phần về vật chất, đó là sắc, thì nó là sắc xứ. Nó có cái nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về tâm, thì nó gọi là tâm xứ. Thì cái tâm đấy nó có thức xứ, có danh xứ ở đấy. Còn ở sắc, sắc thì nó được gọi là cái sắc xứ, và những cái đấy nó làm nhân duyên cho nhau thì nó cùng sinh lên là danh sắc duyên cho sáu xứ. Từ cái thời điểm tâm tục sinh nó sinh lên thì nó cũng đã được sinh lên bởi các cái thức tục sinh, sinh lên từ các cái danh tục sinh, danh sắc hữu phần. Thì tất cả các tâm khác, ví dụ như là đều là tâm sở làm duyên cho cái tâm thức đấy. Ví dụ như là bây giờ cái tâm thức đấy, ví dụ như là gọi là tâm vương, vương được ví dụ như là một cái vị vua, còn các cái tâm sở được ví như là các cái sở hữu, tức là ông vua có quyền cai quản. Ông vua thì là có quyền cai quản tất cả những cái thần dân, thì các tâm sở khác giống như là những người dân chúng. Hay là như bây giờ mà không có vua thì có một ông tổng thống, ông tổng thống mới có quyền cai quản tất cả một cái dân chúng đấy. Nhưng mà ai là cái người bầu lên cái ông tổng thống này, thì đó là dân, là cái người bầu lên. Vậy thì cái ai là nhân, vậy thì ví dụ như là tất cả những cái người dân này là nhân và cái ông vua đấy là quả. Thì cái tâm nó cũng vậy, một cái tâm nó không sinh lên, một cái tâm này sở dĩ được gọi là tâm tục sinh bởi vì nó đi đằng sau của nó là có những cái danh pháp. Bởi vì tâm thức ấy nó chỉ hướng đến một đối tượng, cái chỗ tâm tục sinh nó chỉ hướng đến một cái đối tượng là cái nghiệp cận tử. Sở dĩ nó được gọi là cái tâm tục sinh là vì đằng sau nó có những cái tâm sở, đó là xúc thọ tưởng tư rồi nhất hành bằng quyền tác ý, rồi tất cả 33 cái tâm sở đấy. Còn tâm thì nó chỉ có hướng đến đối tượng, cho nên là danh là nhân và thức đến là quả. Thì tất cả các cái tâm khác cũng thế, ví dụ như là nhãn thức nó sinh lên, thì nhãn thức thì nó chỉ hướng đến một cái cảnh sắc, ngũ môn hướng tâm ấy. Nó hướng đến một cái cảnh, thì và nó cũng chỉ có cái tâm thì nó chỉ có là nhận biết cái cảnh đấy, nhưng mà các cái tâm sở đi kèm theo của nó là 10 cái tâm kia, và nó hướng đến cảnh đầu tiên, cho nên nó được gọi là tâm ngũ môn. Cái tâm nhãn thức thì nó cũng chỉ có một cái chức năng, đó là nhận biết cái cảnh sắc này. Nhưng mà vì đi đằng sau nó có 7 tâm sở nữa, cho nên nó được gọi là tâm nhãn thức. Cái tâm mà tiếp thâu, tâm suy xét, tất cả các tâm khác thì nó cũng chỉ hướng đến một cảnh, nó chỉ có nhiệm vụ đó là nó hướng đến, nó nhận biết cái cảnh đấy. Nhưng mà cái tâm sở của nó đi đằng sau, nó có cái trạng thái khác nhau, cái chức năng, cái nhiệm vụ khác nhau. Vì những cái tâm sở khác nhau như thế, cho nên cái tâm đấy nó mới thành ra cái tâm này là tâm truy xét, tâm xác định, cái này là gọi là tâm động lực, cái này là tâm đăng ký. Tất cả những cái tâm đấy nó sinh lên.
cho nên là danh là nhân cho danh. Thì cái đấy được gọi là do các cái tâm sở sinh, cho nên là cái tâm thức ấy nó sinh. Và cũng một cái nữa, nhân nữa là danh làm duyên cho sắc xứ. Danh xứ, danh làm duyên cho sắc. Danh là tâm và tâm sở, sắc là sắc căn. Ví dụ, một cái ví dụ quán là bởi sự sinh của danh hữu phần rung động, cho nên là nhãn xứ sinh. Thì bây giờ một cái sắc nó sinh lên, thì thường thường là sắc nó sẽ sinh lên trước cái tâm đó, và cái tâm nó sẽ sinh lên sau cái danh. Cho nên là một cái nhãn xứ mà nó sinh lên, nó cũng cần phải có cái danh khác nó hỗ trợ thì nó mới sinh lên được cái nhãn xứ, cái tâm, cái sắc, những cái sắc ở trên con mắt. Cho nên là danh sắc không bao giờ nó có thể tách rời nhau được, dù nó sinh lên trước hay sinh lên sau, nhưng mà nó không thể tách rời nhau. Ví dụ bây giờ nếu mà không có tâm thì cái thân này nó sẽ không tồn tại được. Và nếu như không có thân thì các cái tâm này nó cũng không thể tồn tại. Vậy cho nên là hai cái gọi là danh và sắc, hay là thân và tâm, nó cần phải gắn bó với nhau, nó cần phải kết hợp và nó hỗ trợ cho nhau. Nếu mà cả hai nó có tồn tại thì cái sự sống nó mới được duy trì và được tồn tại. Vậy con mắt mà được tồn tại thì nó phải có danh và có sắc. Nó phải có cái phần tâm nó sinh lên thì con mắt nó mới tồn tại. Mà con mắt phải sinh lên thì các cái tâm nó thuộc về nhãn thức ở trên con mắt, nhận biết cảnh sắc nó mới tồn tại. Nếu bây giờ mất một thì một cái mất đi thì cái còn lại cũng sẽ mất đi. Mà cái sắc thì bao giờ cũng là một cái nó sinh lên trước và danh nó sinh lên sau. Vậy thì cái nó sinh lên trước đấy nó cũng có thể làm nhân cho cái quả là sinh lên sau. Và cái quả, cái mà sinh lên sau đấy nó cũng có, nó cũng trở lại nó làm nhân cho cái quả mà sinh lên trước, cho nên nó có nhân trước quả sau và nó cũng có nhân sau quả trước. Bởi sự sinh của danh hữu phần rung động, cho nên là nhãn xứ sinh. Nhãn xứ ở đây là sinh lên cùng với hữu phần, một cái nó hữu phần vượt qua rồi là hữu phần dứt dòng. Nó sinh lên cái tâm nhãn thức của mình, nó cũng là cái quả của những cái tâm mà nó đi trước, những cái quả mà nó đi này. Bởi sự sinh của danh ngũ môn hướng, cho nên nhãn xứ sinh. Đây là nhãn xứ sinh lên cùng với hữu phần rung động. Vì cái danh và sắc nó không cùng sinh cùng diệt. Sắc, nếu như mà danh với sắc nó sinh lên với nhau thì danh nó sẽ diệt trước và sắc nó sẽ diệt sau. Vì vậy cho nên là sắc bao giờ nó cũng sinh diệt chậm hơn danh 17 lần. Tức là cái tâm của mình nó sinh lên và nó diệt đi 17 lần thì cái sắc nó mới sinh lên và diệt đi có một lần. Vì vậy cho nên là cái nhãn thức, cái nhãn tịnh sắc và nhãn thức nó sinh lên và nó không sinh cùng với nhau được. Mặc dù hai cái đấy, cái nhãn thức nó phải nương vào nhãn tịnh sắc, tức là cái tâm thức ở trên con mắt ấy, nó phải nương vào cái sắc thần kinh mắt ấy, nó mới sinh lên. Nhưng mà nó không sinh lên cùng một thời điểm với nhau, bởi vì là cái danh nó sinh lên và nó diệt đi quá nhanh, còn cái sắc thì nó sinh lên thì và nó diệt đi quá chậm. Và sắc nó phải có cái phận sự nó sinh lên trước để nó làm cái nền tảng cho danh sinh lên. Vì vậy cho nên là sắc, cái nhãn thức nó sinh lên, nhãn xứ nó sinh lên là nó sinh lên ngay từ cái lúc mà tâm hữu phần này. Tâm hữu phần kia rút dòng một cái là nhãn thức, cái nhãn tịnh sắc nó đã sinh lên rồi. Và nhãn tịnh sắc nó sinh lên rồi, rồi nhãn thức nó mới sinh lên, rồi nhãn thức nó sinh lên nó diệt đi. Sau đó là tất cả những cái tâm khác mà nó cũng sinh lên. Sự sanh của tâm ngũ môn hướng nên nhãn xứ sinh, sự sanh của nhãn thức nên nhãn xứ sinh. Rồi tất cả những cái tâm khác còn lại, sanh của tiếp thâu cho nên nhãn xứ sinh, cái tâm của suy xét nên nhãn xứ sinh. Thì cái nhãn xứ ấy nó cứ luôn luôn là sinh cùng với một cái nội tâm đi trước của cái tâm đó, nó không có sinh lên cùng với cái tâm đó.
thì danh và sắc nó sẽ thế, cho nên là sắc thì nó có cái sự nó nặng nề, và sắc thì nó có cái sự trì trệ, còn danh thì nó rất là linh hoạt, tức là cái phần tâm thức của mình nó rất là nhạy cảm và nó rất là linh hoạt, nên là hai cái phần này nó có cái sự khác nhau. Nên mình ngồi ở đây bây giờ mình có thể hướng tâm đi bất cứ nơi nào, mình có thể hướng tâm đến một cái không gian rất là xa, cái ý của mình nó có thể hướng đi rất xa được, nhưng mà cái thân của mình thì không làm được điều đó. Thân của mình mà bây giờ mình mà muốn đi từ đây lên đến Hà Nội mình phải mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà cái tâm của mình thì nó mất một cái sát na rất là ngắn ngủi. Về cái tâm nó có cái sự linh hoạt như vậy, nó có cái tính chất sanh diệt của nó cũng rất là linh hoạt như vậy. Còn cái sắc thì nó có cái sự nặng nề như vậy, và cho nên là sắc nó sinh lên để nó trải qua cái quá trình này. Sinh ra này, rồi đã có cái sự tiến triển này, có cái sự nó trưởng thành này. Xong là bắt đầu nó lại trải qua một cái sự, đó là cái sự bị già nua, rồi sau đó nó mới hoại diệt. Còn cái tâm thức thì nó không có trải qua những cái tiến trình như thế, nó chỉ sinh trụ diệt, nó chỉ có ba cái là chết. Còn xác thì nó phải sinh trụ dị diệt, sinh thì nó già, nó bệnh nó mới chết. Xác nó cứ chậm chạp, cho nên là cái phần về thân thể con người nó cứ chậm chạp. Nên cái người nào mà có cái khuynh hướng về vật chất ấy, thì nhiều cái tâm mà dính nặng về vật chất nhiều, cái người đấy sẽ trở nên trì trệ. Cái tâm mà nó cứ hướng về cái người nào mà có cái tham ái với vật chất, hay là nặng lòng với vật chất, đắm với tham đắm với vật chất nhiều, thì cái chúng sinh đấy sẽ trở nên rất là trì trệ, rất là nặng nề, khó tiến hóa. Còn những cái chúng sinh nào người ta coi nhẹ vật chất mà người ta chú trọng về phần tinh thần ấy, thì cái người đấy người ta sẽ rất là nhẹ nhàng, và người ta sẽ tiến hóa được rất là cao. Nên là tại sao như thời bây giờ với thời ngày xưa, ví dụ cách đây khoảng mấy trăm năm hay là mấy nghìn năm trước ấy, thì cái vật chất nó có phong phú và nó nhiều như bây giờ không? Nó không có nhiều như bây giờ phải không? Bây giờ mình thấy vật chất quá nhiều, nhà to này, xong là đường đi thì rộng mênh mang, ở đâu cũng đất đá bê tông này, bạt ngàn này. Rồi là vào trong nhà thì đầy đủ các cái đồ đạc dụng cụ, đấy là vật chất rất là nhiều nhé. Nhưng mà ngày xưa thì nó có nhiều như bây giờ không? Ngày xưa nó không nhiều như bây giờ. Vậy thì cái người bây giờ với người ngày xưa thì cái người nào tiến hóa hơn? Bây giờ là tiến hóa về vật chất này, nhưng mà có tiến hóa về tâm linh không? Nhưng mà ngay ở trong kinh Đức Phật là một vị tỳ kheo này, vị đấy đi đến cõi Phạm Thiên này, vị ấy đi lên cõi trời thuyết pháp này, vị ấy giảng pháp cho chư thiên này, vị ấy có thể phi hành bay qua hư không này. Trong kinh thì nói rất nhiều, nhưng bây giờ mình còn thấy ai không? Còn thấy ai bay phi hành bay trên hư không? Còn thấy ai đi lên cõi Phạm Thiên? Còn thấy ai thuyết pháp cho chư thiên nữa không? Vậy thì thời bây giờ nó như thế, nó tiến hóa về vật chất mà nó thoái hóa về phần tâm thức. Đấy, bài viết tại vì cái con người bây giờ nó hướng về vật chất nhiều quá, cho nên nó nặng nề, nặng cái đỗ hai mình nhảy cao được 3 mét ấy. Nhưng mà ngày xưa thì hay vù vù ở trên trời được. Nó thế vì vậy cho nên là cái vật chất nó nặng nề như vậy. Bây giờ mà cứ chế ra máy bay thì tôi bay từ đây sang Mỹ vèo. Nhưng mà ngày xưa mà muốn đi từ một vị tỳ kheo mà có thần thông thì ấy có thể đi lên cõi chư thiên Phạm Thiên bằng cái thời gian của một vị nực sĩ, một vị nực sĩ duỗi cánh tay vừa mới co lại, hoặc là co lại cánh tay vừa mới duỗi ra, hay là chỉ bằng cái chớp mắt, vì nó sẽ đi nhanh hơn máy bay rất là nhiều. Vậy cho nên là bây giờ vẫn thua ngày xưa, không có bằng được. Bây giờ là đang tiến hóa về vật chất và thoái hóa về tâm thức, cái thức của con người nó kém quá. Thì cái người nào mà càng chú trọng về vật chất thì cái người đó sẽ càng trở nên nặng nề, càng bị chìm xuống. Còn cái người nào mà càng chú trọng về cái phần tâm linh, cái phần tâm thức ấy, thì cái người đấy sẽ càng trở nên nhẹ nhàng, càng trở nên thanh thoát và càng bay bổng. Thì cái vị đó sẽ tiến hóa được lên cao dễ dàng hơn. Vậy cho nên là cái sự tham ái, trong những cái tham ái mà nó có ái sắc, có cái tham ái về cái sắc, thọ tưởng hành thức,
có người tham ái về sắc, có người tham ái với năm uẩn, gọi là chấp thủ năm uẩn, chấp thủ vào sắc uẩn, chấp thủ vào thọ tưởng hành thức ấy. Thì cái người nào mà tham ái đối với cái sắc uẩn, đó là cái tham ái thuộc về hạ nhiệt nhất. Tức là tham ái với cái sắc nó hôi thối khủng khiếp này. Cái người mà mình không thấy được cái tánh hôi thối, mình cứ đi tham ái về những cái vật chất tứ đại, là một cái tham ái rất là hạ nhiệt. Tham ái những cái nó thuộc về tinh thần còn dễ chấp nhận hơn, nhưng mà tham ái thuộc về những tư tưởng tốt hay là mình ưa thích. Ví dụ người mà người ta tham ái về tâm thức, người ta thích thích học, thích hiểu, học cao hiểu rộng, người ta chú trọng về cái đời sống tinh thần hay là khai mở tâm linh, người hướng về cái sự tu luyện, người ta hướng về cái phần tinh thần thì người ta sẽ có cái sự tiến hóa cao hơn, có cái khai mở lớn hơn. Dính mắc với vật chất thì nó sẽ trở nên rất là nặng nề và trì trệ. Cái danh sắc mà nó duyên cho sáu xứ, là cứ danh nó duyên cho sắc mà sắc nó cũng duyên cho danh như vậy. Nó là danh thì nó cũng duyên cho danh, và danh thì nó tâm nó là nhân và nó và sắc là quả. Cái tinh thần là nhân và cái vật chất là quả. Hoặc là sắc, trong các sắc nó cũng làm nhân duyên cho nhau. Ví dụ như trên con mắt của mình có nhãn tịnh sắc, nhĩ tịnh sắc, tỷ tịnh sắc, thiệt tịnh sắc, thân tịnh sắc, các cái sắc đấy. Thì trong các cái sắc đấy nó có sắc tứ đại. Tất cả những cái sắc đấy nó phải có bốn đại, là nhân và cái sắc đấy là quả. Sắc mạng căn ở trong đấy là nhân, và cái sắc đấy là quả, dưỡng chất. Ở trong cái sắc cái này nhân và sắc cái này quả, cái sắc đấy nó có tồn tại được thì nó cũng phải được hỗ trợ bởi các cái yếu tố ở bên trong nó. Nó phải có tứ đại, nó phải có mạng căn, nó phải có dưỡng chất thì nó tồn tại. Thế là trên một cái con mắt của mình, hay là trong trên tai mũi lưỡi của mình, thế thân của mình như thế. Thế nên là bây giờ một trong bốn cái đại đấy nó mà chia lìa thì cái xứ nó sẽ không tồn tại được. Thế thôi, mình bị thương tổn ở trên con mắt, thế là mình bị mất cái tứ đại này, là cái con mắt nó bị hư, hay là mạng căn nó mới dứt. Mình bị mất cái mạng căn ở trên con mắt ấy. Mạng căn nó có thể là mất là do cái nghiệp quá khứ nó hết, hoặc là do cái nhân ở hiện tại mình bị tác động vào làm cho nó mất cái mạng căn ở cái đại thì nó bị hư hỏng. Cho nên có người tự nhiên nó bị hư mất con mắt và không có nguyên nhân gì, cái mạng căn nó mất hay là cái dưỡng chất nó mất, những cái chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng nó không có, thì nó sẽ mất cái sự tồn tại trong một cái sắc. Nó không có các cái nhân nó hỗ trợ cho cái sắc đấy, tự đã sanh nên nhãn tịnh sắc sinh, căn sinh, dưỡng chất sinh. Và nó sắc nó cũng làm duyên cho danh, tức là cái phần vật chất nó cũng làm duyên cho cái phần ý thức về tinh thần. Hai cái đấy nó đều làm nhân làm duyên cho nhau. Sắc ở đây là các cái sắc căn, tức là nó ở trên sáu căn. Còn là danh ở đây là các cái tâm và tâm sở, nó sinh lên từ các cái sắc đấy. Ví dụ như là sắc trái tim thì nó là cái chú xứ mà nó sinh ra các cái tâm, nó thuộc về ý giới và ý thức giới. Còn ví dụ như là từ cái sắc trái tim này mà sinh ra tâm tục sinh, sinh ra tâm hữu phần, sinh ra tâm tưởng, thì là và tất cả các cái danh khác nó sinh lên từ tâm tục sinh, bởi sự danh của sắc trái tim, cho nên là tâm ngũ môn hướng sinh. Trái tim là nhân, tâm ngũ môn hướng là quả, hay là sắc trái tim này bắt đầu rồi là cái nhãn tịnh sắc, nó là nhân cho mỗi cái nhãn thức, nó không là nhân cho các cái tâm khác. Còn tất cả các tâm khác tiếp thâu suy xét, tâm xác định, tâm các cái tâm động lực, tâm năng kỳ, tất cả các tâm khác nó lại đều sinh lên từ sắc trái tim. Nên là cái sắc trái tim là cái nơi mà có rất nhiều danh pháp nó sinh lên, các cái tâm nó sinh lên từ trái tim là một phần lớn. Ví dụ bây giờ mình nhìn một cái cảnh vật thì cái mà nó khởi lên cái ý định muốn nhìn cảnh vật đấy thì là nó là con mắt nó muốn nhìn hay trái tim mình nó muốn nhìn? Nó là cái con tim của mình nó hướng đến trước, tức là cái ý thức của mình, cái gọi là cái ý, cái ngũ môn hướng tâm nó khởi lên, và cái tâm đấy nó khởi lên từ trái tim chứ nó không phải nó khởi lên từ con mắt.
nó hướng đến cái cảnh đấy, bắt đầu con mắt mới mở ra nhìn. Thì con mắt nó nhìn, nó chỉ nhìn cái cảnh đấy thôi. Sau đó nó tiếp nhận cái cảnh đấy, thì bắt đầu cái tâm tiếp nhận đấy nó ở trái tim. Nó suy xét cái cảnh đấy, thì cái tâm suy xét này nó ở trái tim. Nên nó xác định cái cảnh đấy, tức là nó tác ý cái cảnh này là cảnh tốt hay cảnh xấu. Thì cái tâm xác định đấy cũng ở trái tim. Rồi là nó khởi lên các cái tâm thiện, tâm bất thiện là với cái cảnh đấy, nó cũng khởi lên từ trái tim. Vậy thì các cái tâm, cho nên cái sắc trái tim nó là nhân cho những cái tâm khởi lên này. Còn cái con mắt nó chỉ là mỗi nhìn một cái xong nhiệm vụ đấy là nghỉ. Còn tất cả là còn lại là để cho cái phận sự của trái tim. Tai cũng vậy, bây giờ mình khởi lên cái ý muốn nghe là con tim của mình nó khởi lên, chứ không phải là cái tai đâu. Nó bắt đầu cái nhãn tịnh, nhãn nhĩ tịnh sang cái ở tai, nó chỉ có mỗi nhiệm vụ đó à, nghe cái âm thanh đấy, nhận biết cái âm thanh đấy xong. Còn cái tâm mà nó tiếp nhận âm thanh, nó suy xét âm thanh, nó xác định âm thanh à, rồi là nó khởi lên những cái tâm thiện, tâm bất thiện với âm thanh đấy, lại là trái tim. Cũng vận mũi lưỡi thân của mình, nên trái tim mình nó cứ làm việc liên tục, mấy cái cam trên này làm việc chút chút thôi. Thì cái gọi là cái sắc này nó hỗ trợ cho cái danh nó sinh lên, tức là sắc trái tim của mình nó hỗ trợ cho các cái danh nó thuộc về ý giới và ý thức giới. Còn các cái căn khác như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ấy, thì nó chỉ hỗ trợ cho nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức và thân thức. Là xong thì cái đấy, mình phân tích ra cái đấy thì mình mới hiểu ra được cái hoạt động của cái tâm. Hoạt động của cái tâm, cái tâm này nó nương vào cái căn này, cái tâm này nó nương vào cái căn kia. Thì đấy gọi là danh sắc duyên cho lục nhập như vậy. Danh sắc là duyên cho sáu xứ. Bài này để buổi sau học tiếp nữa. Thì nó mới hết được 12 nhân duyên. Mọi người hồi hướng. Idame punyam asawa kadam vaham hotu. Idame punyam nibbanasa pachayo hotu. Mama punya bhagam sapasatthanam pachemi desabe metamam punyabhagam napantu. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Phật. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Pháp. Với sự hành pháp tuần tự này, con xin cúng dường Tăng. Nhất định nhờ sự hành pháp tuần tự này, con sẽ thoát khỏi sinh già bệnh chết. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đều nhau. Sa du, sa du, sa du.